được cập nhật chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã thảo định vị bản thân, tư duy và khởi nghiệp với phần trình bày của diễn giả tiến sĩ Lê Thầm Dương. Và lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng kính chuyển tới toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, hội thảo định vị bản thân, tư duy và khởi nghiệp do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Tư vấn Phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Doanh nhân Top Olympia và Công ty Tổ chức Sự kiện Bình Minh tổ chức. Đây là một sự kiện miễn phí với quy mô lớn và vô cùng bổ ích dành cho các bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn các trường, đại học và cao đẳng thuộc tỉnh Nghệ An. Và sau hơn một tháng thông báo hội thảo thì ban tổ chức chúng tôi đã nhận được hơn 4.000 lượt người đăng ký để có thể nhận vé tham dự hội thảo ngày hôm nay. Có thể nói đây là một con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của những người làm chương trình chúng tôi. Điều này chứng tỏ được một điều là hội thảo của chúng ta đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ và đặc biệt càng khẳng định một lần nữa tinh thần hiếu học của những người con xứ Nghệ và cả những người con ở khắp mọi miền Tổ quốc đang sinh sống và học tập tại mảnh đất xứ Nghệ yêu thương này. Và quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay cho tinh thần cầu tiến học hỏi của tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sự hiện diện của quý vị và các bạn ở đây khẳng định sự may mắn của quý vị và các bạn, bởi vì còn rất nhiều, còn hàng ngàn các bạn trẻ đang rất khao khát được có mặt tại hội thảo định vị bản thân, tư duy và khởi nghiệp ngày hôm nay, nhưng họ không có cơ hội đó. Chính vì vậy mà những người làm chương trình chúng tôi hy vọng rằng toàn thể quý vị và các bạn sẽ trân trọng cơ hội này để có thể lắng nghe và tiếp thu trọn vẹn những kiến thức vô cùng quý báu mà diễn giả tiến sĩ Lê Thầm Dương truyền đạt cho chúng ta trong hội thảo ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi mong muốn rằng quý vị và các bạn, chúng ta hãy hướng sự chú ý ra phía ngoài kia để cùng chào đón một nhân vật vô cùng quan trọng, một nhân vật mà chúng ta rất chờ đợi, một người thầy mà biết bao thế hệ trẻ ngưỡng mộ và thần tượng. Hãy cùng chào đón diễn giả tiến sĩ Lê Thầm Dương sẽ bước vào trường của chúng ta. Và tất cả chúng ta sẽ cùng đứng dậy, dành những tràng pháo tay thật rộn rã để cùng chào đón thầy. Để có được một buổi hội thảo vô cùng có ý nghĩa với các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay thì trước hết chúng ta cần phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ba đơn vị, đó là trường Doanh nhân Top Olympia, Công ty Tổ chức Sự kiện Bình Minh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Tư vấn Phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức chương trình và mời tiến sĩ Lê Thầm Dương đến với chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra thì hội thảo của chúng ta còn nhận được sự tài trợ bởi thương hiệu Thor Studio và Công ty Bảo vệ Hoa Sen. Xin quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn các đơn vị đồng hành cũng như tổ chức hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, đến với hội thảo này, bên cạnh việc có cơ hội giới thiệu cho quý vị và các bạn những khóa học vô cùng hiệu quả tại trường Doanh nhân Top Olympia, thì các bạn trẻ, các bạn còn có cơ hội tìm kiếm cho mình những công việc tại Công ty Tổ chức Sự kiện Bình Minh. Trên tay quý vị và các bạn đang có tài liệu về các khóa học tại trường Doanh nhân Top Olympia cũng như cơ hội việc làm tại Bình Minh. Chúng tôi tin chắc rằng những tài liệu này sẽ vô cùng cần thiết và bổ ích cho các bạn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn đang tìm cho mình câu trả lời cho những câu hỏi tôi là ai, tôi có thể làm được những gì, người khác nhìn nhận tôi như thế nào và tương lai của tôi sẽ ra sao, thì hội thảo ngày hôm nay, hội thảo định vị bản thân, tư duy và khởi nghiệp là dành cho chính các bạn. Với phần giảng vô cùng hóm hỉnh đã trở thành một thương hiệu quen thuộc của tiến sĩ Lê Thầm Dương thì chúng tôi tin chắc rằng các bạn trẻ đến với hội thảo ngày hôm nay, ngoài việc thu nhận cho mình những kiến thức vô cùng bổ ích thì các bạn sẽ phần nào đó có thể vạch cho mình những hướng đi cho tương lai, và chúng tôi tin chắc rằng hội thảo ngày hôm nay sẽ góp phần vào thành công cho tất cả các bạn trẻ đang có mặt ở đây trong tương lai của các bạn.
Kính thưa quý vị và các bạn đến tham dự buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đông đảo quý vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Tư vấn Phát triển Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Dương Xuân Thao, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu ông Cao Văn Thi, Giám đốc Trường Doanh nhân Top Olympia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Tổ chức Sự kiện Bình Minh. Và một lần nữa là những chào vỗ tay thật giòn giã để một lần nữa chào đón và gửi lời cảm ơn tới diễn giả Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, có lẽ giờ phút này là giờ phút mà hàng ngàn người đang cùng chờ đợi với chúng tôi. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay, hãy dành những tình cảm nồng ấm nhất của mình để cùng chào đón lên sân khấu diễn giả Tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Xin trân trọng kính mời thầy. Thầy, xin mời thầy hãy bước ra đây một chút ạ, cho các em là người vinh dự được có những lời chuyện trò đầu tiên với thầy trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thầy còn nhớ em không ạ? Nói chung là những người nào đẹp là tôi nhớ. Em cảm ơn thầy ạ. Một câu hỏi đầu tiên ạ, rất đơn giản thôi ạ. Thầy có mặt trong chương trình ngày hôm nay, đi từ dưới lên trong những tràng pháo tay, tiếng hò reo của các bạn trẻ thì thầy cảm nhận như thế nào về mảnh đất xứ Nghệ cũng như tinh thần hiếu học của các bạn trẻ đang có mặt ở nơi đây ạ? Thực ra là tôi đang giấu cảm xúc cá nhân, em đừng hỏi câu này, chứ thực ra từ nay em muốn khóc lắm rồi. Cảm động, vô cùng là cảm động. Rất cảm động. Nói như là khóc rồi. Vâng, vậy thì thầy sẽ không được khóc đâu, bởi vì thầy sẽ còn phải dành rất nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn trẻ trong ngày hôm nay. Một câu hỏi nữa như thế này đi ạ, thầy ấn tượng điều gì nhất của xứ Nghệ, vẻ đẹp của con người xứ Nghệ hay là cái ngon của ẩm thực xứ Nghệ, điều gì ạ? Đây, báo cáo với MC và tất cả các quý vị đại biểu và các bạn, câu hỏi này là câu hỏi tôi thích nhất, là vì tôi về đây được nhiều lần này. Nhưng mà trước đó là nghiên cứu về đình nào nghiên cứu mà. Nhưng mà về thì đúng là thực sự là cô ấy ấn tượng là thứ nhất là một con gái ở mình cũng đẹp lắm. Bình nhiên thấy một câu nhìn tôi thấy rất là đẹp rồi. Cái thứ hai là đúng là em gợi ý, nhưng mà cũng là cái cảm ý của tôi. Đồ ăn quá ngon đi, quá ngon, tinh tế. Nhưng mà thứ nhất là cái độ ham học dưới cái mức độ là tinh tế của các bạn. Cái thứ hai là qua số liệu của nắm được của Nghệ An và tính thì các bạn phản ứng với đợt thi đại học rồi cực tốt, rất thị trường. Thế nên đấy là vấn đề của anh bộ bên sở các đầu tư ấn lớn lắm. Có ba hàm ấn tượng tuyệt vời. Vậy thì nếu như em có cơ hội được mời thầy đi ăn sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì thầy sẽ lựa chọn món gì ạ? Cái món mà tôi thứ nhất là gà đồi ăn hoài không biết chán. Vậy thì nếu như em có cơ hội cái này thì em sẽ phải đấu tranh rất nhiều với quý vị đại biểu cũng như rất đông các bạn trẻ ở đây. Nếu như em có cơ hội và nếu như thầy dành cơ hội cho em thì chúng ta sẽ thưởng thức món ra đời khi kết thúc hội thảo, được không ạ? Cái đấy là quá đông bởi vì là rồi từ trẻ thì tôi vẫn có đeo người chết thì gà thì cái chết em hả? Xin cảm ơn thầy ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút những tình cảm của bạn trẻ ở đây dành cho thầy. Tôi muốn hỏi là quý vị và các bạn ở đây, ai đã từng được lắng nghe trực tiếp những chia sẻ của thầy Lê Thẩm Dương rồi ạ, trong số quý vị ở đây? Vâng ạ, vâng, rất ít cánh tay ra đây. Vậy thì quý vị và các bạn, ai đã từng được thưởng thức những bài giảng gây sóng gió, gây điên đảo cộng đồng mạng của thầy Dương trong thời gian vừa rồi? Rất nhiều cánh tay ở đây. Và ai yêu mến, ai thần tượng, ai luôn luôn nhớ về thầy Lê Thẩm Dương và luôn luôn nhớ về những câu nói mang tính thương hiệu của thầy Lê Thẩm Dương thì có thể giơ tay giơ chỗ vâng ạ. Có những biển tên của thầy này, có biết là có rất là có cả hình ảnh của thầy nữa, hãy giơ cao lên ạ.
và cùng với một tràng pháo tay thật rộn rã để chúng tôi nghiêng sân khấu trở lại cho thầy Lê Đồng Dương ạ. Xin mời thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo ở trong một trường, kính thưa các anh chị làm doanh nghiệp, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý, và đặc biệt xin kính thưa các bạn trẻ. Thực sự là tôi vào miền Nam, tôi sống được 27 năm tận, và cũng bị nhiễm cái tính của người Nam Bộ. Hai đứa con tôi nói đặc sệt giọng Nam Bộ, nhưng mà tôi vẫn kiên quyết giữ cái giọng Bắc này. Nhưng mà cái phong cách thì nó bị nhiễm, cho nên đặc trưng của người Nam Bộ là rất thiệt tình. Cho nên là tôi đi diễn giải cũng như là trao đổi chia sẻ, chưa bao giờ tôi xấu hổ với chính tôi bởi cái sự kém chân thành này. Cho nên hôm nay một lần nữa xin thực sự chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin cực kỳ cảm ơn, bởi vì tôi làm rất nhiều các cái chuyên đề ở Nghệ An này. Cuối cùng nó như là người xứng đáng luôn, bởi vì cái kiểu tổ chức và cái phong trào và cái thúc đẩy thế này không có cái lý gì mà lại không phát huy được nguồn lực của tỉnh Nghệ An cả. Cho nên là vừa cảm ơn, vừa thích, vừa cảm động. Cái thứ hai là xin rất chân thành cảm ơn hai cái tổ chức đồng thực hiện, là đơn vị thực hiện là chỗ công ty tổ chức sự kiện Bình Minh mà với anh tổng giám đốc là ông Nguyễn Công Hưng, và đặc biệt là cảm ơn sự chuyên nghiệp của tổ chức giáo dục Tốc Công Đô Bè. Và ngoài ra thì xin cảm ơn hơn ai hết đó là cái sự nồng hậu, nồng ấm đón tiếp, làm cho áp lực nó đè lên vai được, không biết là có đáp ứng được cái nguyện vọng của các bạn không. Cho nên là xin hứa với các bạn là trong 2 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ cố gắng. Trong đó thì phần nói của tôi dự kiến ấy, là nó chỉ chiếm khoảng 1/2 hoặc 1/3 thôi, và 2/3 thôi, thì tôi sẽ để dành một phần cùng trao đổi với các bạn chơi tay bò, thì lúc ấy nó mới đã. Thì ra là cái chương trình làm việc nó là dự kiến như vậy. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là định vị bản thân, tư duy và khởi nghiệp. Với cái sự đặt vấn đề thế này, ở cuối 2015, đầu 2016, 225.000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp. Tôi chưa bao giờ tôi phản ứng với chuyện bằng cấp cả, vì số liệu của Mỹ nó cho thấy giữa anh học giỏi với anh học không giỏi, với làm tốt không có sợi dây liên lạc. Nhưng mà giữa anh có học với anh không có học thì cái hàm đó có chất tiền chứng, tức là anh có học sẽ hơn. Thế thì nếu đúng vào định vị của mình và kết quả là thất nghiệp ê chề, và quả đấm đấm quả quá nặng, cho nên là Bộ Giáo dục là ngày xưa là phải cho liên thông từ cao đẳng lên đại học, xong đại học liên thông lên thạc sĩ để cho các người học vào thuận lợi. Nhưng mà đứng trước tình hình là trung cấp này không ai thất nghiệp, cho nên Bộ vừa rồi lại ra quyết định là cho liên thông từ thạc sĩ xuống đại học, xong đại học được liên thông xuống cao đẳng, và đặc biệt là cao đẳng được liên thông xuống trung cấp này. Cho nên là số liệu cho thấy số thạc sĩ đi học trung cấp nghề cực nhiều. Một phản ứng tuyệt vời của kinh tế thị trường, hãy để cho thị trường nó tự điều tiết, đừng có thò cái bàn tay vào can thiệp thị trường. Và thị trường nó là quy luật, nó giống đuôi con cá sấu, nó buộc cho chết. Cho nên là những hồi nào thế này là chúng ta nắm bắt quy luật thị trường để chúng ta vận hành theo nó, đừng có cố tình mà thọc vào quy luật mà lịch sử dân tộc chúng ta đã từng bị rồi, đúng không ạ? Cho nên ở đây thì tìm tòi chia sẻ. Thế là ý kiến của sở kế đầu tư, chúng ta góp một tiếng nói, xong tôi góp một tiếng nói, xong đó các bạn nghĩ, đúng không ạ? Và xong được thời lượng không nhiều, xin tập trung vào những cái phần nội hàm trao đổi như sau, sau đó mình tiến hành trao đổi trực tiếp, đúng chưa? Và cái nội hàm này nó là những cái căn bản, và nó được đổ hết cả máu ra sàn rồi, chứ không phải là kiến thức của tôi, hoàn toàn không phải từ trải nghiệm, mà toàn thế giới nó bị hết rồi. Cho nên là tôi mới dám nhận lời để chia sẻ với các anh chị. Và tôi chia sẻ trên cái nền những kiến thức mà người ta đã trải qua rồi, cho nên hy vọng là mình ứng dụng trong điều kiện của xứ Nghệ và của Việt Nam cho nó thành công. Chứ nếu các bạn bỏ qua thì uổng quá. Điều thứ hai là rất nhiều người có ý kiến, nhưng tôi dám chắc chắn rằng
cái ý kiến của tôi đưa ra dựa trên kiến thức của thế giới ấy, thì nó là một cái ý kiến rất đáng tin cậy. Cho nên là tôi mới cảm giác cùng với ban lãnh đạo của tỉnh Nghệ An lúc nãy hội ý ở dưới kia cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì mình được chia sẻ, được giúp đỡ các bạn trẻ. Và điều cuối cùng trước khi vào chuyên môn thì xin trích dẫn một câu của Lý Quang Diệu nói với các bạn trẻ thế này: ê tuổi trẻ, bán cho tao một năm tuổi trẻ, tao trả cho mày 1 tỷ đô Singapore. Các bạn ạ, đúng nghĩa đen, những người mà các anh chị đang ngưỡng mộ là tỷ phú, tỷ phú cầm trong tay tiền tỷ, tôi khẳng định họ không phải tỷ phú, các bạn mới là tỷ phú, các bạn mới là tỷ phú. Và tôi đã từng qua giai đoạn các bạn, bây giờ ở nhà tôi nuôi con chó nhập, lâu lâu tôi bực tôi đá ra vườn, cô già cô quấy tôi, cô ôm cô xót con chó. Lắm lúc tôi bảo tôi để anh dạy, ngày xưa anh ăn có bằng nó đâu. Thành ra là cuối cùng tôi cũng thành công. Cho nên tôi hy vọng các anh chị ạ, lấy Bác Hồ, lấy Bác Phạm người xa và vĩ đại quá, tí nữa tôi sẽ lấy chính vị trong đời tôi. Các bạn là với một điểm xuất phát cực kỳ là kém, cho nên là hoàn toàn các bạn làm được, hoàn toàn làm được. Và tôi có 2 đứa con, và 2 đứa con tôi không hề giáo dục một tí nào cụ thể cả, nhưng mà tôi định lượng và hướng dẫn rất là tốt. Thành ra là 2 đứa nó cũng thành công cái gì ạ, và nó được 9 điểm. Vợ tôi khen quá trời, 10 điểm, khen tứ mừng, mặt tôi lạnh như tiền. Thế là cô la tôi quá trời, mà anh kỳ quá, nó được 9 người vì đồng viên. Tôi không khen. Đến lúc thằng con tôi nó được 3 điểm, tôi bỏ ra đây. Bây giờ cha mới chính thức khen mày, khen đồng học luôn, bởi vì tôi biết sức học thằng con tôi chỉ 2 điểm thôi. Mẹ nó được 3 là nó cũng được lắm rồi. Còn cái giống 9 điểm là đi xét bài của bạn, không thể khen được. Và thế là nó thành người đấy các bạn ạ. Và bây giờ thì xin phép đi thẳng vào cái phần này nha. Ở phần này xin phép các bạn cố gắng nghe lời tôi, bất kể tuổi tác và bất kể tranh luận, tí nữa bắt đầu chơi tay bò, tôi sẵn lòng. Phần số 1 tổng quan của các bạn. Tôi với các bạn phải nhận thức cái gốc này. Thì cái gốc nó gồm mấy cái thế này. Cái gốc số 1, các bạn có lười, các bạn có bướng bỉnh, tốt nhất là các bạn hãy nghe lời chính mình trước đi đã. Cuộc đời các bạn, cuộc đời của tỉnh Nghệ An, cuộc đời của dân tộc Việt Nam đều chạy theo một mô hình nói chung thôi. Đây, đây là nhiệm vụ của các bạn. Cho nên là tí nữa mình phải định vị được, tư duy được, không ai lo cho bạn đâu. Rồi à, và dân tộc này thì Thủ tướng Phúc phải lo, và Chủ tịch và Bí thư tỉnh phải lo cái sứ mạng này, và các bạn phải lo chính thân các bạn cái điều này. Trên 18 không tâm thần, mình phải lo thôi. Một là xuất phát từ một cái nguồn lực, và đây chính là cái chết đầu tiên. Cho nên tí nữa phải biết chính xác nguồn lực mình ở đâu, được gọi tên nghĩ nhiều là định vị. Từ cái nguồn lực này các bạn phải đạt lấy một cái mục tiêu. Mục tiêu tối thiểu là có mì gói mà ăn. Ngày xưa chán đời leo lên núi ở ẩn. Bây giờ con chắp tay con lại các bạn trẻ, tất cả các núi có địa chỉ hết rồi, chú đi đâu? Và thế là thanh niên Nhật và Mỹ tự tử rất nhiều vì chỉ còn con đường thôi. Bằng mọi giá phải đạt mục tiêu. Mà nó khốn khổ thế này, nguồn lực là nó có tính hữu hạn. Cho nên cái chỗ chết của mọi người nó nằm ở chỗ này. Chị đẹp có đứa đẹp hơn, anh giỏi có người giỏi hơn, mà anh giỏi nhất lĩnh vực đó người ta sẽ giỏi lĩnh vực khác. Anh đừng có nghe nhau. Cho nên phải biết chính xác mình là ai, đấy là định vị đấy. Biết được cái này là thắng 50% cuộc đời. Sau khi định vị xong rồi, mẹ em chán quá, em xấu quá, em nghèo quá, mẹ em dốt quá, không sao cả các bạn. Sau khi ấn định được nguồn lực thì các bạn phải ấn mục tiêu. Mà cái thằng mục tiêu nó lại có cái đặc điểm là nó luôn luôn ở mức vô hạn. Cái chết người nó nằm ở chỗ này. Thế là bạn trẻ nào cũng nhắn tin đến máy rồi: em thề với thầy, 3 tháng nữa em có 3 triệu đô. Nước cứ mơ màng. Rồi một em thì mẹ 35 tuổi sẽ thành tỷ phú, thầy 40 tuổi sẽ làm thủ tướng. Không dễ thế đâu. Nguồn lực đến đâu mà phát biểu như vậy, không có gì xấu cả. Cho nên nguồn lực thì phải ấn định lên mục tiêu, và mục tiêu về mặt nguyên tắc tuyệt đối đừng để chữ vô hạn, mà mục tiêu phải để mức tối đa, tối đa nhưng mà so với nguồn lực.
tuyệt đối không được tối đa so với thằng bạn, so với ước mơ. Bạn ấn định được mục tiêu là bạn thắng rồi. 50% ở đây, 30% ở đây rồi. Các bạn ạ, nếu đặt mục tiêu mà cao quá nỗ lực thì nó gọi là phát triển nóng, chết như rác. Nếu đặt mục tiêu dưới nguồn lực thì nó là thằng hèn. Các bạn ạ, cho nên là đặt sao cho mục tiêu nó tương xứng với nguồn lực. Và kết quả là tôi cảm ơn vợ tôi đến cuối đời. Là vì tôi vào miền Nam, tôi sống, nguồn lực của tôi, con ông cháu cha bằng không, tiền bạc bằng âm, về đi vay mãi để mua cái xe máy, và kiến thức bằng không. Người ta nhồi vào đầu tôi toàn kiến thức bằng không. Cấp 2 thì nhồi học ạ, trung văn, trung văn tôi biết đẹp lắm. Đại học thì nhồi Nga văn, tôi trốn ra trung tự tôi học. Học Anh văn thì về chi bộ kiểm điểm, là đồng chí này có tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Nguồn lực bằng không. Và tôi đặt mục tiêu với vợ tôi: em ơi, em bảo anh là hoàn toàn xứng đáng, vì xin mời đóng bằng với các bạn, vợ tôi là hoa khôi đại học ngoại thương. Tôi rất xấu nhưng mà mẹ tôi cưa gái rất giỏi, cho nên là đúng không? Và vợ tôi nên bỏ tôi, mẹ cái thằng đàn ông không đáng là đàn ông. Vì tôi đặt mục tiêu: em ơi, có mì gói mà ăn, có cháo mà ăn là tốt rồi. Và lúc đó cháo là mục tiêu tương xứng với nguồn lực của tôi. Sau đó tôi có lời nguyền với trời đất. Và lúc đó nó gọi tôi là thằng Dương 3 giờ. Không bao giờ tôi cho phép tôi ngủ trước 3 giờ. Và tôi tập trung toàn bộ sinh động để tôi nâng nguồn lực. Và đây chính là cái chết của các bạn trẻ ngày nay. Vì ngày xưa mà tôi đói quá, cho nên cảm ơn cái đói khổ, cho nên vượt khó được. Còn cái đám thanh niên bây giờ khó hơn bọn tôi nhiều, cho nên các bác cứ chửi nó tôi không nổi. Vì tụ thanh niên bây giờ là phải vượt sướng. Mà cái giống vượt sướng nó khó vượt khổ nhiều. Cho nên đừng có la người ta. Thế chứ? Và thế là tôi cắm đầu tôi học. Và tôi lấy bằng tiến sĩ rất là sớm. Tiến sĩ thiệt luôn. Vì mục tiêu là tôi đè đầu cho nó xuống, không còn vừa nữa. Các bạn ạ, sau đó là tôi nuôi gà với Thủ Đức, kiếm tí tiền, sau đó lăn lê làm thêm, kiếm được kinh nghiệm cuộc đời. Bắt đầu nguồn lực nâng. Khi nguồn lực nâng thì tôi có quyền nâng gì ạ? Nâng mục tiêu. Và nâng cho đến ngày hôm nay thì mục tiêu của tôi bắt đầu đạt. Và tôi dám thách đố lắm. Các bạn ạ, dám thách đố lắm. Và lúc đó mà tôi mong anh như tôi bây giờ chẳng hạn thì đời tôi đứt rồi. Cho nên cứ từ từ nâng cái này rồi nâng cái này. Mà định vị mình yếu thì không sao, nâng dần sẽ đạt mục tiêu. Và lịch sử Trung Hoa là 5.000 năm, lịch sử Việt Nam là 4.000 năm. Chúng ta phân tích nguồn lực, chúng ta luôn luôn ở thế yếu. Mà lịch sử đã ghi nhận, chưa bao giờ chúng ta lại ở thế thua cả. Hoàn toàn dân tộc này không háo thắng, nhưng rõ ràng cái sự nhạy bén của dân tộc là chỗ đó. Yếu có kiểu đánh của yếu. Cho nên cái trận 981 vừa rồi cũng vậy. Nó đem nó lấy tàu nó cứ phun vào. Và tàu mình ấy, như là nổ nước bọt. Chính phủ chỉ đạo níu dùng quyền lực cá nhân. Thằng nào có đạo lý, thằng nào có sức mạnh. Còn nó thì nó dùng quyền lực chuyên môn. Phi Ním đến một mức nào đó. Thì thằng Mỹ nó chịu không nổi. Nó bảo Trung Quốc, cái gì cũng vừa phải với nha. Philippines là đệ tử của Mỹ. Anh Việt Nam dẹp ra, thằng này để em. Thằng Nhật tống cho mình 6 cái tàu, ngoài 6 cái tàu mình mua. Đánh bỏ vẽ đi hết em chó nữa. Trung Quốc tự động mà chạy. Cho nên yếu có kiểu đánh của yếu. Các bạn ạ, các bạn sẽ thắng lợi. Chứ còn yếu mà lại cho mình là mạnh, không bao giờ thắng được. Cho nên tí nó định vị là ăn. Nói rộng ra, các vụ án đi tù thì các bạn ở đây tôi đề cập nó hơi bị sớm tuổi quá. Nhưng mà 1/3 nguyên nhân đầu tiên là do định vị sai. 70% chủ doanh nghiệp cầm bảng cân đối, cầm ngược thì không thể không bị tù được. Các bạn ạ, cho nên là nếu tôi biết như vậy thì tôi sẽ đánh kiểu yếu. Các bạn ạ, nguyên nhân thứ hai để đi tù đó là đặt mục tiêu quá cao so với nguồn lực. Có 1 đồng đi vay 9 đồng và tập đoàn Vinasin có 1 đồng đi vay 12.5 đồng. Mà nếu anh vay quá 3 đồng là anh cắm đầu anh chết.
nguyên cái số lẻ là hết sống rồi. Cho nên là cuối cùng là anh đặt mục tiêu qua. Đây là nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến các bạn trẻ không thành công. Một, định vị sai. Hai, đặt mục tiêu không tương xứng với nguồn lực. Sai, đấy là cái thứ hai. Thời gian không nhiều, chốt. Bây giờ làm sao đạt được điều này? Thì nó phải thông qua một hệ thống các giải pháp. Và đây chính là nguyên nhân thứ ba để các chúng ngã ngựa. Không thể thành công được. Không thể thành công được. Như vậy, nhiệm vụ của đời các bạn chỉ có ba việc thôi. Việc số 1, định vị mình cho tốt. Ở góc độ khác, tỉnh Nghệ An phải định vị mình cho tốt. Và tôi mới làm cái thảo luận mới nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, toàn ủy viên Trung ương Đảng. Đồng bằng sông Cửu Long nguồn lực rất lớn. Cả 13 thảo luận trong kỳ hiếu đều nói như vậy, đều mở đầu bằng câu như vậy. Cho nên đề nghị cho bà con nông dân vay vốn bật lên. Thảo luận thứ 14 là của tôi, phát biểu chính, diễn đàn chính ấy, thì tôi lấy cái tiêu đề trên báo ngoài. Tăng dư nợ cho bà con tới đâu thì bần cùng nông dân tới đó. Các bạn, sau đó đại biểu yêu cầu tôi phát biểu thêm một suất. Trời tưng bừng. Và mở đầu đó là nguồn lực đồng bằng sông Cửu Long gần như bằng không. Các bạn, bởi vì thế nào là nguồn lực? Nguồn lực là con người. Mà nếu con người yếu vứt, nguồn lực là thể chế. Thể chế không suôn sẻ vứt. Nguồn lực là mô hình kinh tế. Mô hình không rõ ràng vứt. Và nguồn lực một khía cạnh nhỏ thôi là điều kiện thiên nhiên. Đấy là nguồn lực. Đây, nguồn lực này. Đấy là định vị chứ không phải nguồn lực là bãi biển dài miên man. Và bằng chứng cho thấy Singapore, Nhật hoàn toàn không có điều kiện thiên nhiên. 56.000 đô bình quân đầu người. Vì họ mới là nguồn lực lớn. Đấy, cho nên là các bạn là tí nữa phần này mà sai là chết. Và để làm được cái này thì cả đời các bạn phải tung ra các giải pháp. Trong những giải pháp này nó có giải pháp về tư duy và điểm đột phá khởi nghiệp ấy, đúng không? Đấy là vấn đề, thế là nó rõ ấy. Tí nữa các bạn nghĩ là cái gì các bạn trao đổi. Tôi không phải tôi ngủ không nhưng mà sẵn lòng. Để giải quyết cái này nó có 4 thủ đoạn sau đây. Và thủ đoạn này đừng cãi nữa. Và ông nào chỉ yếu có thủ đoạn là ông ấy chết. Một, đó là chiến lược. Anh sai đường thì em không chịu nổi. Bằng mọi giá phải vẽ được cái đường đi của nhà mình. Rất rất không khó. Tuyệt đối đừng nghe người khác. Cho nên là anh tâm sự, anh có ý tôi, tôi cảm ơn. Nhưng chắc chắn tôi không làm theo ý anh. Vì tôi là tôi. Tôi có những lĩnh vực tôi không thể làm được. Mà anh làm được. Mà anh làm được vì anh con ông cháu trà. Cho nên cái câu láo nhất mà giáo dục thanh niên này, cái mày làm được tao cũng làm được. Tầm bậy, cái người ta làm được mình không làm được. Đừng bao giờ nghĩ thế, phải nghĩ thế này này. Cái tao làm được, ông nội mày sống dậy mày cũng không làm được. Và tôi đang làm chuyện đó, tôi thách đấu. Bởi vì tôi làm bằng sở trường. Nếu làm bằng sở trường chỉ mất 1/3 cuộc đời là thành ngôi sao trong lĩnh vực đó. Còn bạn hạ hố, bạn chạy theo dư luận. Bạn nào đúng vào cái vùng sở đoản của bạn. Thì thống kê nó cho thấy cả đời bạn chỉ thành nhân vật trung bình trong lĩnh vực này. Và thông thường là đi tù. Đó là cội nguồn của những kẻ cực kỳ thông minh và đi tù. Các bạn ạ, thông minh chưa bao giờ là nguồn gốc của thành công cả. Wow. Cho nên ở đây các bạn chú ý, phải lập được chiến lược cho mình. Lập sai, lập lại, lập sai, lập lại, đúng không? Mà thanh niên là phải sai. Sai mới là thanh niên. Không sai không là thanh niên. Và cái đáng yêu nhất của thanh niên chính là sai. Nhưng tuyệt đối không được sai chiến lược. Sai chiến lược là sai thế này. Sai trong sự nghiệp là mày chết. Sai trong kiếm tiền vi phạm luật pháp là không có cơ hội sửa. Và sai trong lấy vợ thôi xong rồi. Và lấy chồng sai rồi là cả đời chết rồi các bạn. Và tuổi bọn tôi hoàn toàn không ý thức được. Mà các bạn được giáo dục thế này nhất là gì? Và tôi lấy vợ thôi, tôi không bị sai là vì chẳng may được cái cô tài cán gì đâu. Các bạn, đúng không? Thứ hai là cái trình độ tổ chức cuộc sống của bạn. Đó là quản trị thời gian. Ngày xưa tất đất tất vàng, đúng nghĩa đấy. Còn bây giờ thời gian là vàng bạc. Các bạn hở cho tôi một tiếng thôi là tôi giết cái thằng đối thủ thôi. Một tiếng là ra tiền. Cho nên là các bạn đang tiêu thời gian, thực chất là tiêu tiền. Nhìn cái mục tiêu mà tôi thích, tiếc kinh khủng. Nên nó cầm cái máy ấy,
lật lướt toàn lướt vào mấy cái trang cướp giết hiếp, xong bây giờ lại thêm cái trò chơi cứ cắm đầu thế này, cứ như là con trâu, tôi thấy đúng tiếu hai cái sừng nó là thành trâu, xong mồm cứ léo léo, bao giờ em thành công mới tổ chức cuộc sống đấy là sao? Thế là bắt đầu với ông chạy toàn chạy các cánh đồng, ra ngoài hiệu sách pha xa mua cái cuốn làm giàu không khó, tôi tạo một chiếc rồi phải mua cái cuốn tay không bắt lại, dặn nó bắt sạch cửa nhà tù, rồi mua cái cuốn kinh doanh bằng vốn thằng khác, thế thằng khác là con bò chú là người, không thể tưởng tượng đằng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động cật lực. Đằng này người mập lù là cứ bao giờ em làm thầy nhìn em Lê Thẩm Dương người toàn xương, nó là nickname của tôi. Các anh chị trông hoàn toàn là tôi thề với các bạn là 3 ngày chúng mình mới 8 lần. Tôi tưởng tôi hoàn tráng không nọ, lướt web hóa ra có thằng tỷ phú 8 ngày nó mới 8 lần. Thì tôi hiểu thế nào là thành công. Muốn làm tôi gọi điện thoại và gặp một bạn ở Nghệ An, tôi lạnh xương gáy. Alo, cái gì? Thầy Dương này có gì nói gì nè? Thầy có nhớ em không? Chịu không nổi, tôi giả bộ tôi bảo, nhớ có gì không em? Thế thầy nhớ em thế em béo hay gầy? Chịu không nổi, tôi bảo, thầy béo béo đúng không ạ? Thế bạn đồ nhớ, gầy nè. Tôi bảo, con lạnh mẹ. Lấy 15 phút của bố mình. Chết người, cái gì ạ? À? Cho nên là tập trung loại bỏ tất cả những hành vi có tính chất hành vi. Chỉ tập trung vào những hành vi có kết quả. Cờ, hoa, khẩu hiệu, mời, mọc, thăm hỏi, bình luận, vui vẻ, vui vẻ. Đấy là trình độ tổ chức. Tiếp theo, thủ đoạn thứ ba, đó là lãnh đạo bản thân. Đấy, đó là tư duy. Đó là khởi nghiệp. Cho nên khởi nghiệp đúng, nguyện khét mình đúng, mà quản trị thời gian sai, vứt. Các bạn, tất cả hai cái này đúng mà đi sai đường, vứt. Thế đó là biện chứng. Và cuối cùng là hoạt động tuân thủ. Tuân thủ hay người ta còn gọi là kiểm tra lại chính mình. Vì con người nó có hai phần, phần người và phần con. Bạn đang làm phà đúng được một tuần thôi, thế là chán đời, nó lại quay mẹ về phần bản năng, lại phần con xuất hiện, lại kiểm tra giết, nó lại quay lại phần người, rồi lại quay về phần con. Bạn luyện đến mức nào đó thì trong người bạn không có phần con nữa, nó chỉ còn phần người. Đó chính là công dân Nhật Bản. Và khi đã trở thành phần người thì bạn thấy cả xã hội nó thắng và mình thắng. Các bạn, thì đấy là như vậy. Cái sai lầm thứ ba là các chú hoàn toàn sai lầm trong biện pháp giải quyết. Giả sử định vị đúng, giả sử đặt mục tiêu đúng thì chết ở cái cụm số 3. Các bạn, rất ít bạn trẻ làm được. Và thế là quy tắc 80-20 xuất hiện. 20% trong số hội trường này 5 năm nữa còn tôi còn bạn, nó sẽ thành công và nó cưỡi đến đầu 80% này. Nhưng đấy là Việt Nam thôi, chứ của Mỹ bây giờ là quy luật 99-1. 99% của cải của quốc gia Mỹ nó rơi vào 1% dân số. Một thằng nó giàu bằng nhiều lần ngân sách Việt Nam. Nhưng mà 1% của cải rơi vào 99% dân Mỹ. Cái gì ạ? À? Và ước mơ người Mỹ là trong túi quần có 1.000 đô. Không bao giờ có. Các bạn đừng có mơ mà. Nhưng đã giàu là giàu quyết liệt. Bởi vì chú mày xác định nguồn lực đúng, đặt mục tiêu đúng và chiến lược đúng. Và trong đó Lê Thẩm Dương chắc chắn mon men được vào cái vùng này. Tôi đang làm. Và tôi không chịu thua. Đúng không ạ? Và tôi làm được. Vậy thì các bạn cứ bảo thế chứ. Còn không làm được thì đành phải chui vào cái lớp 99 này. Cho nên ở Mỹ mà thấy đồng nào to khỏe thế này. Phần trăm chắc chắn thắng cái thử nghiệm. Các bạn ạ, vì cái đồ có trăm đô phải ra chợ mua mấy cái đồ thịt mỡ với lèo nhèo, cái đồ ăn nó mập lắm. Còn cái thằng nhiều tiền không bao giờ nó ăn cái đồ. Cho nên người nó gầy gầy roi roi. Đấy ai, thằng giàu ấy. Chứ đừng có thấy mập mà ngon, thằng ấy là thằng thất nghiệp. Đấy. Vậy thì đây là kiến thức đầu tiên. Và xung quanh cái này tí nữa các bạn tha hồ hỏi, được chưa? 4 thủ đoạn này chắc hết. Mà tiêu chung là lười, thế thì thua. Như vậy, nhiệm vụ của các bạn có 3 điều.
trong đó có một điều định vị bản thân, trong đó có một điều nữa ấn định mục tiêu, và trong đó có một điều nữa thầy giúp tôi tư duy thế nào để cho nó ngon, đúng chưa? Đấy. Bây giờ cái thứ hai mà tôi muốn chia sẻ ở phần tổng quan, bằng mọi giá mình phải làm được. Ở phần thứ hai, giả sử em xác định được như vậy thì khi nào chắc chắn thành công, mà thành công xong mà dài hạn không chết thì người ta gọi là quy tắc. Quy tắc con nhím, một phát minh mới nhất của nhân loại. Sau khi tổng kết từ năm 90 đến giờ với tất cả những kẻ thành công, vậy thì các bạn phải làm được ba việc: nguồn lực, mục tiêu và cách đánh, được chưa? Nhưng mà em thắng rồi thì lý nào mà em thắng suốt đời, thì nó là con nhím. Truyền thuyết kể thế này: con cáo nó bắt con nhím một ngày ba lần trong rừng ấy, và con cáo được mệnh danh là con khôn nhất ở trong rừng. Nhưng mà bắt ba lần một ngày, một năm là 365 ngày, không tài nào bắt được, cứ vô một cái là con nhím nó cuộn lông lại, xong nó xù cái lông ra, xong nó thò cái mặt ra, mà con cáo bắt cả đời không được, kết quả là con hổ nó vồ con cáo. Lý do là vì con cáo nó có ba cái cục lông sau đây. Và nếu như bạn không đạt được lý thuyết con nhím thì chắc chắn đời bạn không tồn tại được, hoặc tồn tại mà không có chất. À, một đó là đam mê. Cho nên là từ chiều đến giờ tôi làm 3 tăng này, 12 tiếng, ngày nào vậy. Mấy bạn cứ hỏi tôi, thầy có mệt không? Tôi là người chứ không phải là trâu. Mệt mà đấy thì mệt, bởi vì tôi đạt được cái điều. Điều thứ hai đó là sở trường. Vậy thì bạn không biết sở trường mà bạn lao vào cái trường đại học như một con trâu, thì các bạn tí nữa đến phần khởi nghiệp tôi nói, bạn hướng nghiệp hay nghiệp nó hướng bạn? Tôi thương hại cho cái người đi hướng nghiệp ấy, vì cái nghiệp ấy nó đòi những phẩm chất mà chị không có, mà đâm đầu vào là chết. Các bạn à, quá ngây thơ. Và đấy là một cái mà anh Sở Khách Đầu Tư nói đúng. Nhiều khi phụ huynh làm giết con cái mình luôn. Cái gì à? Một là đam mê, hai là phải ấn định được sở trường. Vì trong cái định vị kia thì chúng ta mới chắc cái định vị thì nó ra được cái gì. Sau khi chắc đến tận cùng thì nó ra sở trường và nó ra đam mê. Wow. Sau đó bạn phải có cái thứ ba, cụm lông thứ ba, đó là lợi nhuận trên một giờ làm việc. Các bạn, cái lĩnh vực ấy một giờ làm việc và cộng với sức mạnh của bạn mà nó thấp thì đời thua. Và ba cục lông này nó bao bọc cái con nhím đây này. Đấy, thấy chưa? Đó là quy tắc ba con nhím để thực hiện được cái nhiệm vụ của chính đời mình một cách chắc chắn và lâu dài. Không có con nào bắt được, và các bạn là lại đi làm con cáo, thế là cuối cùng đời nó cứ bổ các bạn. Vậy thì bây giờ khó có người có sở trường nói được như tôi lắm. Đừng đánh đu, đu không được đâu. Vì tôi rất sở đoản lĩnh vực bạn đang làm, mà lấy bạn ấy đâm vào lĩnh vực tôi mạnh nhất thì các bạn thua đấy. Nhưng mà trên hết là tôi giảng các bạn thấy không phải vì kiếm tiền. Tôi làm bằng tất cả đam mê của tôi. Cái này là gì? Đam mê là cái nó theo bạn suốt đời, nó giết chết đời bạn. Các bạn, nhiều ông bảo thầy phải cân bằng cuộc sống, thầy phải không thì thầy chết sớm, phải tao đang muốn chết sớm đấy. Cái gì? Cho nên là hai cái cụm này tôi có thì các chú khó cạnh tranh với tôi lắm. Và nếu tôi đi dạy anh văn và tin học, không ăn thua, vì tay ba lô không dạy được. Không, tôi đi dạy kinh doanh nha. Và trên quốc gia Việt Nam số người dạy được kinh doanh đếm trên đầu ngón tay, tôi dám nói được đâu. Và thế là tỷ suất lợi nhuận trên một giờ của tôi cộng với người quan tâm cực lớn. Và thế là Lê Thẩm Dương ở một trường hợp nào đó, bây giờ lông nhím phải dài ra, nhưng ít ra tôi cũng có được ba cục lông để chống đỡ với cuộc đời này. Còn các bạn thì cứ khôn vặt đấy. Trường hợp một là cha mẹ cứ hướng con vào nào là tài chính ngân hàng nào, nào là thuế nào, lao đầu vào đây. Lao đầu vào đây đâu có gì là xấu, được một cục lông. Nhưng con mình không có sở trường rồi xong phim. Nó rất sở trường mà lĩnh vực này hoàn hảo tốt, nhưng nó lại đam mê ca hát chứ không đam mê nghề ngân hàng. Đời đức phải đủ ba cục lông này. Rất nhiều người ở tuổi 50, 60, 70 không đạt được cục lông nào. Có người đạt được hai cục, tựa lưng vào tường thì cũng trụ được. Một cục thì đứng vào góc cua mà xòe cái lông ra cũng được.
đằng này trả được cụ nào thế thì thua. Bây giờ thử hỏi nhé, cái anh Hưng là cái anh mà giám đốc công ty Bình Minh tổ chức sự kiện mà lấy tổ cảm ơn này, thì anh ấy có cái cô vợ ngồi ở bên cạnh này. Em có đủ ba cụ lông này chưa? Thì nói cho các em nó hiểu chứ tôi gọi một em cũng được này. Có được ba cụ chưa? Thôi bây giờ vợ không nói thì ông chồng phải nói. Anh Hưng là tổng giám đốc công ty tổ chức sự kiện, làm rất giỏi. Hôm nay không có cái từ về mic, cái loa, cái đài là tôi thua. Anh có đủ ba cụ chưa? Anh đang làm sự kiện. Thứ nhất, anh có làm không? Mẫu gì? Có. Có. Đúng rồi. Thứ gì? Ông có sở trường không? Đúng ạ, đúng sở trường. Đúng sở trường. Ở lĩnh vực này thu hoạch có khá không? Đặt khoảng là trung bình khá đấy. Trung bình khá, nếu lừa đảo thì khá. Cho nên là các bạn ơi, đừng có hành trắng. Các bạn thiết kế dần đi, đúng chưa? Tí nữa định vị bản thân, phải tìm chính xác mình sở trường cái gì, tìm chính xác mình phê cái gì. Vậy thì theo các bạn, đam mê có trước hay là thành công có trước? 60%, xin lỗi, 60 tuổi mà không biết mình đam mê cái gì. Vì cả đời có thành công mẹ cái gì đâu mà đam mê. Toàn nói được không ạ? Mà bạn phải có đam mê, bạn mới thành công. Thôi quên đi, thành công nó mới tạo đam mê. Đừng nói nhiều. Cả đời eo eo không làm được cái gì cả. Tôi căm thù nhất cái nghề giảng viên này. Mà rồi cuối cùng tôi vào tôi làm như một cái thằng tôi phá đám. Nhưng mà thấy nói tự nhiên sinh viên nó cũng nghe. Mà thấy là anh em nó tầng bốc lên, thế là khoái, thế là cuối cùng nó say mày đấy. Nghĩ một tí đã, nghiệp khởi mày hay mày khởi nghiệp, mà chui vào lĩnh vực này. Hả? Cho nên là nhiều ông tiến sĩ cũng bày đại nhảy đấy, làm như tôi không làm được đâu. Bạn nào tin tôi nhường cho 5 phút này. Cho nên mọi thứ nó đều là nghề hết, đều là sở trường hết. Từ cái body này trở lên, từ cái việc tôi dí cái cô vợ anh Hưng, tại sao tôi không dí cái cô em xinh. Vì cái nhỏ này trông nó hiền hơn, mà cái này nó dữ. Nó là nghề à, chúc mà chơi chơi ạ. Tùy mặt mà dí. Các bạn ạ, vậy thì ở đây là quy tắc còn nhím. Chốt, cố gắng mọc lông cho đủ. Thấy chưa, lông chả có cái gì mà toàn thịt mà cứ đi ngang ngang thế này. Cáo nó vồ liền. Sau đó một loạt thanh niên là toàn đi làm con cáo. Suốt ngày bị rình rập, chết ra, hổ nó có hổ ăn. Thì đấy là cái thứ hai. Kiến thức số 3. Cái đích cuối cùng của cuộc đời các bạn đó là các bạn sẽ rơi vào các loại người rồi. Chắc chắn. Còn các bạn mà cứ ngồi nghe bài với thằng bạn nhậu chết. Từ ngày mai cố gắng tìm bằng được mình có mấy cục lông. Trên đó luôn luôn phải đau đáu. Đúng chưa nào? Là cái việc mà mình phải làm càng sớm càng tốt. Và bây giờ đời các bạn sẽ rơi vào bốn loại người sau này. Đây là ma trận nhân sự với trình độ quản trị hiện đại nhất trên thế. Và đây là điểm không. Ở trong hội trường này, tất cả những người ngồi trong hội trường này chỉ có hai điểm. Một, đó là năng lực. Năng lực là một phạm trù gì? Được hiểu nôm na nhé. Hiểu nôm na nhé. Đó là kiến thức cộng với kỹ năng. Tôi tách vấn đề thái độ ra. Và thứ hai là độ duy nhất, tức là độ hiếm. Độ hiếm. Độ hiếm các bạn hiểu đặc trưng của nó là vấn đề thái độ. Thái độ được hiểu là động cơ hành động. Ông vào công ty tôi, ông làm vì gì? Vì tiền à? Và nếu có thằng nào nó mua số liệu công ty, ông bán đứt đúng không? Tôi nói cả đời các bạn không ngóc đầu được. Đừng có mang tiến sĩ lên, vớ vẩn. Đó là ý chí. Tiến sĩ là đầy năng lực mà hèn như trâu vứt. Đó chính là độ chăm chỉ. Tiến sĩ mà lười vứt. Tiếp theo đó là thái độ trung thành, tiêu chuẩn đầu bảng của người Nhật. Mà không trung thành vứt. Tiếp theo đó là trung thực.
các bạn ạ. Tiếp theo đó là kỹ năng tương tác, chỉ biết mình vớ vẩn, đó là kỹ thuật ra quyết định, toán ra quyết định bằng cảm xúc, mà cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Vứt 80% phụ nữ lấy chồng là do cảm xúc. Tại sao mày lấy nhá? Anh ấy dễ thương quá. Trong từ điển đàn ông không có thuật ngữ dễ thương. Đàn ông mà dễ thương tôi xin lỗi các bạn, vứt mẹ cho chó nào. Đàn ông là phải ra chất, đàn ông phải thiếu tiền, đàn ông phải xây được nhà. Đằng này đàn ông thì ngồi ở mình thành phố đẹp như mơ ở Cửa Lò, anh nói thật với em, nhưng mà anh học giỏi lắm đấy, thành tích anh thì em biết, nhưng anh nói thật với em, anh không thèm làm vì cái xã hội nó khốn nạn quá. Con danh con này, em cũng nghĩ thế, đúng là hai con bò chứ không phải hai đứa bò. Các bạn à, vớ vẩn, có hiểu không? Cho nên là đàn ông là phải ra chất, đàn ông là phải mặt đầy máu, đàn ông là phải thất bại. Đàn ông cập nhất là lúc nhà nó cháy. Úi giời ơi, chồng đâu rồi? Mẹ tôi đang ngồi ở góc nhà khóc. Vì anh ấy dễ thương lắm á. Anh ấy tâm hồn phong phú lắm á. Đàn ông gì cái loại? Đúng trạng thái đó phải ra kẹp cổ con vợ. Mặt lạnh như tiết bò nếp. Nhà đã cháy còn quạc như con vịt. Con anh, con em, con mất nhá. Xong cuối lúc vặn cái vòi xăng lấy 2 lít đổ cho nó cháy mạnh. Ôi trời, tôi tưởng ông cứu hộ đốt nhà. Đã bảo nín không? Mấy khi hai đứa địch nhìn nhà chính nhà mình cháy hả? Đấy mới là đàn ông. Đàn ông thì mà đi chơi với gái ngồi đối diện. Xong thằng nào như thằng nào, mua 2 ly cà phê, 1 ly sinh tố ly cà phê, xong rồi bắt đầu khởi động. Khởi động cái bắt đầu vượt chướng ngại vật, vượt chướng ngại vật xong bắt đầu tăng tốc. Tăng tốc xong bắt đầu về đích. Gái nó tát cho mặt bà mà đang muốn về đích mà cứ ngồi khởi động. Vớ vẩn. Cho nên nhiều bạn hỏi tại sao ngày xưa thầy lấy được vợ đẹp. Tôi là 29 Tết, tôi già trận này nhớ mãi. 6 thằng đàn ông là địch thủ. Úi dồi, ông này giới thiệu bách khoa, nhà nó toàn là giàu, ngày tôi ra cái xe đạp. Người thì xấu thì bẩn. Tôi đi với thằng bạn bảo ngồi lại chiến đi mày. Tôi bảo không, mày chờ cái khác tiến đi mày. Thì nhà có cái sân này, ánh điện nó chùm ra sân thì được 2 phần bạc. Thế là tôi bảo thôi, anh đi về đây. Thì về mày tiến thôi chứ. Xong nó quay lại tiếp 6 thằng kia chứ. Vừa ra khỏi hết cái vùng sáng thì mẹ kẹp cổ, hôn liền, về đích luôn. Các bạn ạ. Đất lắm kêu, vì kêu là mất giá với 6 thằng kia. Chưa kể ông bà già đập cho. Thằng kia, chưa kể là thích thấy mồ. Và nguyên tắc của mẹ, thằng nào đóng dấu, thằng ấy sởi, có thế thôi. Nói nhiều. Hả? Bây giờ cô em sẽ là thích đi 4 bước hay là thích về đích rồi khởi động xong? Tùy người hả? Cái giống tùy là biểu hiện của bí. Cụ thể cái người đó là Lê Thẩm Dương này. Thì thích về đấy kia là thích khởi động. Hả? Ừ, vâng. Cho nên là cứ lững lờ, lững lờ. Bây giờ đời chết hết rồi còn có 2 thằng. Một thằng to cao đẹp trai nhưng mà ngu. Với một thằng mét mốt cực kỳ thông minh nổi tiếng. Và rất là đàng hoàng, hết đàn ông lấy thằng nào? Lấy thằng nào? Phải dứt khoát. Lấy thằng nào? Lấy thằng lùn, lấy thằng cao. Lấy thằng cao. Đang nói chuyện với thằng ngu ấy, thấy chưa? Mẹ kiếp. Còn mấy ông đàn ông thì không có linh tinh hết cả. Cho nên có hiểu cái gì đâu. Đàn ông là nên lấy vợ đẹp hay vợ xấu? Phụ nữ mà đã đẹp là cái hàm lượng yêu tình rất là cao. Không phải họ xấu tính, không phải họ mất dạy, mà vì họ đẹp cho nên là đang yêu hàng trăm thằng nó tới, lấy chồng rồi nó vẫn tới. Đấy là quyền của người đàn ông. Cho nên buộc người phụ nữ phải phân tâm. Họ phải phân tâm đó. Cho nên là không bao giờ trọn vẹn được với anh chồng cả. Thế nếu lấy người đẹp phải chấp nhận cái đó. Còn lấy cái cô xấu sở hữu 100% vì có ai quan tâm đâu. Bây giờ gặp một người đẹp tuyệt vời nhá, mà bị phân tâm với một con thì nó cực xấu, hết đàn ông.
thì anh áo đen ấy, anh ngồi bàn đầu anh cũng lớn đầu thì anh thử xem anh đấy ạ. Thấy người này dạ. Nói nôm na thế này nên ăn chung một con gà to hay ăn riêng một con gà già để tóm lại thế đó. Hay hay rồi hả anh ơi, ra được khỏi ăn rồi thì tóm lại ông ăn cái gì gà to ăn gà to phải chấp nhận ăn trong ăn nhưng mà sau đó tiếp cách trừ riêng nó nói gì không nghe được. Sau đó tiếp cách trừ riêng bây giờ ông lấy một cô đẹp mà 9 tháng sau khi cưới ông da vàng nó đẻ ra con da đen ông có ăn không? Mà lấy con xấu thì mỗi lần hôn lại phải lấy bao thanh niên đậy mặt cái mỏ thế không hôn trung báo lại hôn cuộc đời rất nhiều cái phải dứt khoát giải quyết được chứ không dễ thế các bạn ạ. À, lấy vợ khôn vợ chia sẻ tuyệt vời lắm nhưng vì nó khôn quá lúc lên cơn đầu tiên cái thằng nó lừa chính là mình mà lấy con vợ ngu khuất phục được tha hồ thỏa mãn trí đàn ông ở cái chất gia trưởng nhưng mà đi hội thảo thế này ở nhà thằng hàng xóm sang chơi nó ngu luôn thế thì khó ấy. Không dễ đâu không dễ đâu cho nên ở đây là độ hiếm nhé. Và trong hội trường này có bốn loại nhân sự chắc chắn đến 60 tuổi bạn không luyện bạn sẽ rơi vào một trong bốn loại này còn hiện tại bạn đang ở một trong bốn loại này loại một nhìn tới đây trở lên rất hiếm các bạn nhưng lại nhìn tới đây xa không có năng lực thế chứ gì rồi đời bạn và kết quả cả xã hội không ai chết đói cả nhưng chất lượng sống là khác nhau hiếm lắm mà lại không có năng lực thôi lấy cái này cho bạn hiểu này đó là cái cô ô xin ở trong gia đình bạn hiếm lắm phẩm chất cá nhân rất là tốt tiếc ơi là tiếc mà lại không có năng lực nhà tôi có cô ô xin cũng y thế nhưng mà đành phải làm ô xin thôi đúng không thế là vợ tôi cứ cào nhau cái con này nó kỳ lắm anh ơi em dạy nó cắm điện mà mãi nó chả được nó bực cứ mình tức là thật đúng là em chả hiểu vì nó ở nhóm một chứ nó mà lại hiểu được như em thì nó là vợ anh rồi còn là em sẽ là nó vớ vẩn nhóm số 2 đó là rất yếu mà lại rất có năng lực đây là cái nhóm bằng mọi giá bạn phấn đấu được thì bạn làm nhóm này nó gọi là nhân sự lõi của xã hội nhân sự này là nhân sự chiến lược của mọi đơn vị tổ chức và quốc gia đại hội đảng lần thứ 12 thắng lợi tuyệt đối và thắng lợi đó không phải là câu xã giao mà đó là thắng lợi 90 triệu dân 93 triệu dân mà chọn được qua 200 đồng chí làm nhân sự lõi cho đảng không nhầm một đồng chí nào và 8 ngày trước đại hội làm suốt mấy năm và 8 ngày trước đại hội ra lại một lần các bạn và chọn được 200 rất là hiếm chết bỏ vì chế độ và đầy năng lực thấy chưa và các anh chị phấn đấu là phải đạt đến cái mức này còn không thì các anh chị vẫn sống mà ở loại ba là không hiếm tức là cái thái độ vẻ cái cỡ chú cả đầy ngoài đường ngoài bên ấy nhưng lại rất có năng lực thì loại này nó gọi là năng lao động năng suất hay nói khác là lao động bóc lột tôi sẽ bóc lột anh vì anh trả tử tế gì với tôi cả không bao giờ người ta nói ra nhưng bản chất các bạn sẽ rơi vào tình huống đó. Thế là ngồi tức quá rồi mẹ em không miễn thế em tiến sĩ mà nó không dùng em tuy nhiên nó dùng thằng trung cấp lãnh đạo em xin lỗi ông ấy đấy còn loài thứ tư là tệ hại nhất ấy. Về không hiếm mà lại còn không năng lực nữa đấy các bạn loài này nó gọi là lao động tao đi thuê mày nó gọi là lao động thời vụ mày vào mày khuân cho tao cái bàn rồi mày sang cái phòng kia rồi tao cho mày tí tiền biết không ai chết nhưng các bạn sẽ rơi vào vùng nào đấy các bạn cho nên mình mới phải làm sao hoàn thành được sứ mạng của mình nguồn lực rất kém và đạt mục tiêu rất to cụ thể như sau cái nhân sự nhóm 2 này ở đâu ra một đó là từ nhóm 1 mà sang rất nhiều ô xin lên làm tổng giám đốc lên làm thủ lĩnh cái gì ạ nhờ cái đặc điểm hiếm này cho nên là nguồn lực rất kém mà đạt mục tiêu mỹ mãn đó là trường hợp của anh Đức Hoàng Gia Đại và là làm thuê cho ông chủ đột ngột mất thì anh ấy phải thay và cuối cùng thì bây giờ ông Đinh Lan Thăng bảo dẹp giáo sư đi đưa anh Đức về dạy trường đảng ấy quan tâm đúng
Bạn có thể từ một cái anh bốc phát mà sang làm một cái anh cực kỳ tuyệt vời. Cho nên là nguồn lực bé mà mục tiêu tuyệt vời. Và anh đã thiết kế được con những, đúng không? Vậy thì ở sang này, nó là trường hợp của Bill Gates. Không cái gì là không thể. Và đôi khi ở tuổi 40 thằng đàn ông tự nhiên nó đang không hiếm, bây giờ nó thành hiếm thì nó sang quá mà. Con đường đi đến thành công kẻ nào cũng có thể đạt được các bạn. Còn mãi chả có thì dân tộc đành phải đi thuê ngoài. Thì thuê ngoài là vớ vẩn. Thì cái loại ba này là không hiếm mà lại có năng lực. Loại nhiều nhất xã hội hiện nay, nói nôm na là cử nhân mà mất dạy. Đầy nhóc đời giết nhau ở cái chữ không mất dạy. Nó đơn giản đấy thôi các bạn. Mất dạy không có nghĩa là chửi anh, mà mất dạy được hiểu như sau: 1% thông minh, toán thống kê của Mỹ cộng với 14% này là cái bằng tiến sĩ của Lê Thần Dương, và bằng tiến sĩ chỉ có 14% cộng với kỹ năng nói, tức là đủ cả kỹ năng đó, cộng với 85% chính là độ hiếm. Độ hiếm ở đây nó là những cái phẩm chất cá nhân. Rất ít bạn hiểu cái điều này, cả người lớn cũng không hiểu được. Không, đời bạn chỉ ăn được ngắn hạn nếu mà không tạo được độ hiếm các bạn. Và thế là bạn có độ hiếm, bạn sẽ chui được vào nhóm 20%, thậm chí nhóm 199. Wow. Và cái bằng chỉ 14%, đây là cái tạ đại họa các bạn ạ. Nói thế nào thì nói, dứt khoát không này. Và bạn hỏi sếp bạn là coi, tự nhiên gặp một cái anh chàng lớp 2, động cơ đàng hoàng, rất là có ý chí xây dựng cho công ty, rất là chăm chỉ các bạn ạ, trung thực và trung thành. Không có một sếp nào mà không quỳ xuống chân để níu chân cái thằng nhân viên đó. Và cái môn đó nó gọi là môn quản trị sếp. Tôi sẽ quản trị ngược lại anh để tôi dùng cái đồ hiếm ấy. Cho nên thái độ là cái quyết định sự thành bại. Và đây chính là độ mạnh tuyệt đối của người Nhật. Còn con nhà mình cứ suốt ngày đi tạo năng lực. Các chị ạ, tôi giả thiết bạn có năng lực, bạn cũng chỉ 14%. Các bạn ạ. Cho nên là trong nghề của tôi ngày nào cứ cạnh tranh, suốt ngày cạnh tranh với Lê Thẩm Dương. Là ông này học ở đâu, ông này kiến thức đến đâu. Tôi không chấp, các chị ạ. Thứ nhất, so năng lực với tôi bóp. Nhưng tôi giả sử tôi thua đi, thì có một cái tôi biết chắc chắn chú không làm được, đó là độ hiếm. Các bạn nhìn tôi làm, các bạn thấy hành vi của tôi, thì các bạn thấy khó làm lắm. Nếu ở trong tấm lòng của anh không có tấm lòng, đó là độ hiếm. Và thế là chúng ta đã bị sai lầm. Bộ giáo dục của chúng ta làm 50 năm chỉ tập trung giáo dục kiến thức này. Thế là nó bị thiếu mất kỹ năng và thiếu thái độ. Cái gì ạ? Cho nên là đại học ra trường không làm sao đóng được cái đinh vào tường. Cái gì ạ? Nói như thánh. Nhưng mà tệ nhất là thái độ không đúng. Và bây giờ đảng đổi mới căn bản và đổi mới toàn diện giáo dục. Là đổi mới gì? Là người ta đổi mới giáo dục hướng tới năng lực chứ không phải hướng tới kiến thức. Mà năng lực là ba thành tố: kiến thức cộng kỹ năng và cộng thái độ. Wow. Trong đó thái độ chiếm 85% sự thành bại của các bạn. Đấy, tôi nói kiến thức tổng quan. Mà không làm được là các bạn thua, không có những người đấy cực kỳ giỏi mà động cơ mất dạy. Vứt, ta sẽ cho mày cái vùng bóc lột, ta bóc lột tan bão. Tiến sĩ mà ý chí hèn, vứt. Tiến sĩ mà không chăm chỉ, vứt. Tiến sĩ, tôi đang nói tiến sĩ thiệt đấy, chứ còn cử nhân là bỏ túi. Ai cũng cử nhân thì cử nhân phải xóa nặng một chữ, có cái gì đâu mà cứ được. Các bạn ạ, cử nhân mà thiếu trung thực, vứt. Các bạn ạ, cho nên ở đây như mày đó đi. Khó để thuyết phục các bạn. Mày xuống lưng em. Rất tiếc, nó là chân lý. Các bạn ạ, và các bạn muốn giải thích tôi thì tôi thường nói với đồng nghiệp của tôi trong khóa: chúng mày muốn học Bác Hồ, Bác Giáo thì cao quá. Chúng mày hãy phân tích trường hợp của tao trước đi đã. Cho nên cái ăn là ăn ở cái độ hiếm thế này. Chứ còn cái loại có tài mà mất dạy cả đống, chú cần biết anh Nhật chú khác về. Các chị đặc biệt chú ý, tôi là chuyên gia hàng đầu về nhân sự. Các chị hãy tin tôi, chứ không phải nói lẹo lẹo, đây là lý thuyết hiện đại nhất. Và kết quả các bạn thấy thành công chính là đưa vào nhóm hàng. Úi dồi ôi, nếu mà biết sơ đồ này
bạn gái mà đi chơi để tìm hiểu anh bạn trai thì tìm mọi cách lấy được anh này thì bạn ấy ăn kèo thơm rồi, cả đời ấm rồi. Mà bạn trai nào mà lấy được cô vợ ở trong nhóm hai rất là chỉn chu trong gia đình, thái độ tuyệt vời mà lại có năng lực chia sẻ với người đàn ông thì chú đó không thành công tôi chết liền. Đằng sau sự thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ, đằng sau thất bại của thằng đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ xoài. Cái con ở ô 2 nó tạo ra thắng lợi, còn cái con ở ô 4 ấy là nó tạo ra sự thất bại. Bạn nên nhớ được đấy. Mà cái đứa mà ở ô 2 thì thường nó lại không đẹp thế gì, mà cái đứa ở ô 4 này nó đẹp liên mang. Cho nên quá thích thì thôi cũng thông cảm, thuê nó về nửa tiếng thôi, lấy là chết. Còn cái nhóm 4 này đặc điểm đàn ông là to cao đẹp trai, huệ lừng lững cân đối, não bằng đất. Mày ôm xô vào mày chết, vớ vẩn. Đằng này thấy to cao đẹp trai rồi, bữa nhậu nào của công ty rồi lớp cũng dẫn đi, đến một cái là không ai khen là bắt đầu giới thiệu với tôi, cố tình giới thiệu. Giới thiệu với đây, đây là bồ em. Anh ấy học hành không đến nơi đến chốn, tiền không kiếm được, nhưng mà thầy chia vui với em, anh ấy khỏe. Vớ vẩn. Khái niệm khỏe là nó có khỏe não và khỏe cơ. Các bạn ạ, đâu có hiểu chữ khỏe là gì đâu. Cho nên đúng ra phải giới thiệu với tôi, giới thiệu với đây, đây là con bò của đời ấy. Tiếc là nó thiếu hai cái sừng. Vớ vẩn. Phải giới thiệu bò là giới thiệu cái não chứ, giới thiệu công ty là giới thiệu khách hàng chứ, giới thiệu công ty là giới thiệu thằng giám đốc chứ. Suốt ngày ba cái vớ vẩn, cái tối thiểu chả nắm được, cứ bày đặt, thấy chưa? Vậy thì đây là cái đích cuối cùng của đời bạn, nó sẽ rơi vào một trong cái này. Mà kẻ tinh khôn ấy, là kẻ đi kiếm người đàn ông có thể ở ô 3 nhưng đang có xu hướng chạy vào ô 2. Những kẻ ô 4 rất là thất thế nhưng gia tốc đang có rèn luyện vào ô 2. Những kẻ đừng coi thường ô xin mà lại đang có vào đây, tuyệt vời, thấy không? Đấy. Còn không kiếm được nữa thì thôi đời mình phải đi thuê cái thằng nào đó. Ha. Và bây giờ tôi muốn là liên hệ một tí, đúng không? MC đang ở ô mấy? Thì hiện tại thì chia vui này thì nó mới vui chứ, ngồi cái như là bí thư đảng ủy chán chích. Ô mấy? Em đang ở ô 3 và đang tiến vào ô 2 ạ. Ô 3, à, cử nhân chưa? Em là thạc sĩ ạ. Thạc sĩ mà bắt dạy, à hiểu rồi. Thế bạn trai em có chồng chưa? Dạ em đã có gia đình thôi ạ. Chồng em ô mấy? Để xem cái gia đình này là có nồi vung hợp nhau. Chồng em đang ở ô 3 tiến về ô 2 ạ. Hai vợ chồng về ô 3. Dạ. Thế cái lúc mà nó nổi cơn mất dạy này nó biểu hiện thế nào? À. Chồng em là sắp sửa xong ô 2 chưa? Hai vợ chồng đang đôn đàn cùng tiến thôi. Cùng tiến à? Vâng. Mẹ nói như gia đình lên đi. Vâng. Thầy cho em chia sẻ một chút được không ạ? Hồi nãy em có chia sẻ là vì sao em lại chọn người cao to đẹp trai, chứ em không chọn người còn lại. Thế biết vì sao không ạ? À. Bởi vì họ có khả năng tiến về ô 2, tức là họ có thể đào tạo, có thể đi nghe thầy dạy để họ có thể giỏi hơn. Còn đã xấu thì khó có thể đẹp hơn được thầy ạ. Và nhất là xấu thì có thể phẫu thuật được, nhưng mà đã lùn thì khó có thể kéo cho cao được thầy ạ. Thế nên là bà nói tranh luận thì tôi đành phải tranh luận, chứ thực ra tôi chưa muốn nói. Không, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì là hồi nãy em mới chỉ lựa chọn như thế, nhưng thầy chưa cho em chia sẻ vì sao em lựa chọn cái đấy thì tao gọi là nguy biện là nói là lý lẽ của nguy là có não. Phụ nữ là phải đẹp, đấy là nguyên tắc, tôi không giải thích, nhưng đàn ông không cần đẹp, cho nên em cứ cố kéo chân nó dài, cái tư duy ấy chết. Cho nên em gõ vào bút ngộ cho tôi nha, vì sao đàn bà nói nhiều, gõ đi. Ở trong bước hồ cho kết quả vì đàn bà có hai cái mồm. Tôi chả biết đúng hay sai nào cả. Đấy là nó. Xong em gõ vào bước hồ vì sao đàn ông thường thông minh hơn đàn bà. Nó cho kết quả vì đàn ông có hai cái đầu. Chưa ai đâu không phải thông minh đấy.
cho nên đi khoe người đàn ông người ta khoe hai cái đầu là xong. Thấy chưa? Bây giờ là một thằng ngu với một thằng dương, lấy thằng nào? Rất cụ thể. Một thằng dương với một thằng ngu, giả sử em chưa có chồng, giả sử tôi chưa có pháp lý đầy đủ, quyết luôn lấy chú nào? Em vẫn không lấy dây đây ạ. Cho nên các bạn thấy đi thuyết phục nó khó không? Thầy, ngày xưa thầy, sao thầy lấy được hoa khôi ngoài thương, trong khi thầy bảo là đừng lấy vừa đẹp thầy? Lý do là thế này, có một lần tôi mới rủ cô ấy đi uống xịt tố sau cái vụ hôn được rồi đấy. Thì cái lúc ấy cũng khoảng 21 sang 22 rồi đấy. Cái này xịt tố tôi thề với hội trường bằng đúng hình này, lúc ấy thì có tiền. Mà 3 tiếng đồng hồ mẹ ấy ăn hết con phần 3, cầm cái ống hút có điều mẹ quá đẹp lại còn nữ tính. Tôi ngồi tôi bảo cái hạn này mà không cưới sớm thì thằng khác nó trộm mất. Và thế là tôi cưới liền, và tôi thề với hội trường tôi cưới đúng tuổi 22. Cho nên này con tôi lớn rồi, tất cả là bạn hỏi đấy, tôi cưới là vì cái này sinh tố đấy, không cần biết đẹp xấu lúc là cắm đầu rồi. Nhưng sau khi tôi lấy xong về tôi mới thương mấy thằng ở đám cưới là vì thế. Mà mỗi lần về nó ăn sinh tố nó vứt mẹ hút hiểu. Một tiếng chơi nằm phạt ba ba. Mẹ nước nó diễn hay lắm. Em có bao giờ em diễn không? Chơi ác thế. Thấy chưa? Cho nên là các bạn là thế. Chị và anh Hưng, công ty tài trợ mới ưu tiên hỏi chứ. Anh Hưng anh ấy là nhóm mấy? Ứng dụng đi. Chưa phải nhóm thì luộc. Mà nếu đúng nhóm thì phải tự hào với chồng mình. Nhóm mấy? Nhóm hai. Nhóm hai. Nhóm hai. Thế còn em? Nhóm một. Một cặp nhóm hai với một cặp nhóm một là tuyệt đẹp. Lý do là hai nhóm một và hai nó gọi là nhóm quan hệ, tức là trong xã hội nó sẽ dùng quan hệ lâu dài, và đây chính là chữ biên chế các bạn ạ. Lâu dài lắm, chạy không có chạy nữa. Bởi vì họ đều có đặc điểm hiếm. Còn hai cái nhóm 4 và nhóm 3 thì cái nhóm này nó gọi là nhóm trao đổi. Thôi, nói nôm na thì được gọi là nhóm mua và bán. Không bao giờ tao ký biên chế cả. Tao mua mày về nửa năm, làm không được, biết. Tao mua mày khuân tưởng các bạn, biết. Các bạn thích, lao động sau này, các bạn muốn tu dưỡng thành nhóm quan hệ hay nhóm mua bán. Cái gì ạ? Đúng chưa? Và chị nhận xét là chị nhóm 1. Thế là tốt lắm rồi, vì hiếm. Nhưng mà chắc không phải là khiêm tốn rồi. Còn anh Hưng là nhóm 2. Thì cái này tôi chưa tin lắm. Bởi vì những người nhóm 2 là hiếm mà đầy năng lực. Mà những người hiếm mà đầy năng lực thì không bao giờ nó lấy nhóm 1. Đấy. Mà nó đã lấy nhóm 1 thì chắc chắn nó ở nhóm khác ấy. Có đúng không? Mệt quá, mệt quá. Yeah. Và nếu trong công ty mà các bạn bố trí nhầm cái thằng nhóm 3, nhóm 4 mà do chạy chức chạy quyền mà nhóm nhầm, xếp nhầm cho nhóm 2 thì đại họa. Và nặng nề nhất đó là ban chấp hành đảng cộng sản Liên Xô đã bố trí nhầm. Đùa 22 con ngựa mà cuối cùng đưa nhầm bó và chốt vào nhóm 2. Chôn vùi 70 năm đảng cộng sản Liên Xô, các chị thấy. Cho nên lấy nhầm vợ, nhầm chồng là chết chứ không phải. Tôi có hai bạn tiến sĩ, vợ của anh ta chắc chắn là nhóm 2, huyên phơi. Hai đứa con trai đẹp như mơ. Thế là thôi, thế là hàm hố đi lấy ngay cái cô nhóm 4 thì cũng chẳng. Thế là bắt đầu về, sau một năm hỏi tôi, thầy, vậy, theo thầy em có lấy quả nào? Tôi bảo tôi nhìn cái mặt mày, tôi cũng băm mặt ra, tôi không nói chuyện mày, bực cơ minh. Vì sau một năm là ăn đòn rồi, cái gì ạ? Cho nên là vợ đang nhóm 2, con nhóm 2, cái tè đi lấy này. Toàn làm được, cái nhóm này đánh nghe, nếu thích quá thì tôi nói thuê về tí cũng được. Đang lại lấy sở hữu xong đi thuê cái nhóm này, thế có tin. Nói xong rồi là cả hội trường lặng thinh, bởi vì đang liên hệ đúng không? Liên hệ bản thân đúng không? Vớ vẩn. Đúng chưa? Sợ chưa? Anh Tuấn anh nhóm mấy ạ?
Anh Tuấn là một giám đốc học viên của Tolopia, anh học loại gương mẫu của VS. Anh chia sẻ rằng mày à những người này thỉnh thoảng có những thằng nói vậy là những thằng nói vậy là không hiểu nói vậy à có hiện ai nói vậy có khi nào nói vậy có chứ có chứ đúng không tôi chỉ nói hết không có những thằng vừa nói vậy vừa làm vậy chứ mà chưa chưa đó. Cho nên là đây là kiến thức số 3. Và nãy tôi có dự trù với bạn tổ chức tuyệt đối không giải lao. Vì nếu giải lao là vỡ trận với hội trường thế này. Cho nên là mong các anh chị cùng với tôi đồng hành. Và chúng ta sẽ kết thúc ở điểm rất thích hợp thôi. Được không ạ? Được rồi. Thấy chưa ạ? Vậy thì tôi muốn các bạn nếu có trách nhiệm với bản thân về liên hệ liền nhóm ấy đạt được lông con nhím chưa? Và làm được mấy phần ở cuộc đời này rồi. Cụ thể là làm được định vị chưa? Xác định được chính xác mục tiêu chưa? Và đã có một tí thủ đoạn nào chưa? Mà cứ bày đặt thành công, được chưa? Và bây giờ bắt đầu đến phần 2 là không chơi tổng quan, chơi thời thật. Được chưa? Và đạt được cái thành tích của bản thân. Và thành công cuối cùng là phải đẩy được mình vào nhóm ai. Và kết quả bạn cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc chính là thành công, chứ không phải nhiều tiền. Và xuống quan tài vuốt mặt cái xuống lên. Còn đa số mẹ các chú kể cả quan chức vuốt cái mặt mẹ lên, vuốt mặt. Nhắm mắt không nổi đâu. Ngồi đến màu hành trắng, được chưa? Nào phần chia sẻ thứ hai. Đúng rồi. Các bước vào bước số 1. Định vị bản thân. Đó. Ở trong định vị nó chỉ có hai nội hàm thôi. Xong kiên nhẫn làm. Định vị bản thân thứ nhất là định vị, tức là đánh giá nguồn lực ấy. Là định vị cái gì? Nếu bạn không hiểu bạn là cái giống gì và bạn cũng không hiểu thằng bồ nó là cái giống gì mà bạn dám giở cái mồm nhá, em mà không lấy được anh thì em chết. Thằng kia xến như con hến, anh không lấy được em thì anh chết. Về bản chất của mày, mày mà lấy tao thì mày chết. Nhìn nó yêu nhau xến như con hến. Vớ va vớ vẩn đấy. Là định vị hai cái sao đấy. Một là định vị năng lực. Còn làm thế nào để định vị tôi chưa nói. Phải hiểu bằng được. Và khi người ta nói về mình nói vậy. Và đây chính là CV của bạn khi xin việc. Đằng này chả hiểu cái gì cả, nó hỏi cái việc này có làm được. Là con mới ra trường, con còn ít kinh nghiệm, con cần phải học thêm. Nói xong chưa? Biến. Mẹ đi xin việc mà dở cái giọng báo cấp ấy. Mình đi xin việc là mình bán mình ấy. Mà muốn bán mình thì mình hiểu có cái gì mà bán. Sau đó giờ cái này, ê, sao rồi em bóc lột em đi. Em có cái để bóc lột em. Xin việc mà ẻn ấy. Thấy người ta nói việc ấy. Ôi trời mẹ em cứ tưởng anh tuyển trưởng phòng với giám đốc em mới bò từ Hà Tĩnh sang đây. Hôm nay thằng này ngon. Máy đây mày làm đấy, đưa máy đây. Pa, thấy không? Mày thằng này ngon. Thế giá bao nhiêu, lương bao nhiêu thì mày làm. Lương là giá cả của sức lao động. Anh là nhà tuyển dụng, anh biết gì, anh cứ nói. Cái này ở Vinh khoảng 10 triệu giá đúng không? Nhưng đấy là anh tính bình quân. Là 1 phút là 30 ký tự. Em, anh vừa thấy em mua 10 đồng anh tay 60 ký tự, thấy không? Và bây giờ xin nói với anh, dứt điểm một câu, thằng này 20 triệu thì làm. Còn không chào anh, ấy từ từ mày. Các anh chị ạ, đấy mới là sinh nghiệp. Hội thảo gì mà ghi cái phòng sẵn điệp thời khủng hoảng, tao bảo mày xé xuống. Tao không qua làm mày đảo, sao chúng mày hèn thế. Thật ra là sẵn điệp, phải đổi lại. Là việc phải sẵn bố mày thời khủng hoảng. Tôi phải đi nịnh bỡ trường Tolomia mời thôi ạ. Tôi phải nịnh bỡ trường nào khác. Muốn thì đến đây mời thôi, làm gì có chuyện ngược lại. Bạn có thể không làm được nhưng phải đầy ý chí thế mới được. Đằng này suốt ngày tìm cách lách lách luồn luồn. Săn việc săn. Không được đâu bạn ơi. Định vị năng lực và năng lực có ba cái. Một, đó là kiến thức. Tôi nói nghìn lần tôi vẫn nói. Hai là kỹ năng. Và ba là thái độ. Trong đó thái độ nó chiếm tới. Thái độ là gì chúng ta biết rồi.
nó chiếm tới 85% khái niệm năng lực. Cho nên có năng lực chó đâu mà kêu thằng ấy có năng lực. Khi mà cầm cái bằng tiến sĩ mà kêu có năng lực là tầm bậy tầm bạ. Thế mà giám đốc nhân sự của tập đoàn lên chương trình CEO tôi quất cho ngồi bạch đất vớ vẩn. Có năng lực thì mà nói. Còn 15% còn lại là hai yếu tố này. Mà kiến thức là cái gì? Kiến thức là kiến thức nghề. Và đây là cái bằng đại học. Cái bằng đại học nó chỉ chiếm một phần kiến thức ấy. Còn kiến thức 80% là ở kiến thức cơ bản. Tức là kiến thức ngoài cái nghề này cộng hai cái đó lại, người ta gọi thằng này có trí thức. Thằng này hai ông tiến sĩ kẹp cổ nhau, ngày anh em mình trí thức phải nói năng với nhau. Ai bảo ông là trí thức ạ? Ông lấy đâu ra khái niệm? Và trong lý lịch của tôi, bản khai lý lịch của Lê Tầm Dương, trình độ văn hóa chỉ được ghi nó mấy đấy. Và trình độ nghề tiến sĩ ngân hàng, đừng có đùa. Nhưng đấy là nghề cho con. À, một dàn tiến sĩ đứng trước bàn thờ lại như lại tế sao thế này. Ông xe ôm ông có biết bàn thờ là cái gì, ý nghĩa của lại thanh thản lòng mình ra sao và giáo dục cái thằng con đứng sau đít này. Đằng này lại như tế sao mà dám kêu là hiểu biết không, chạy xe ôm mà khái niệm còn chả xong nữa. Thì cả bàn hội thảo thế này có lợi quá chứ, chỉnh đốn lại mình ấy. Cho nên cái người có kiến thức đó là trên tường thiên văn, dưới dành địa lý. Và tất cả những kẻ thành công là những kẻ giỏi giang về triết học và kẻ giỏi giang về tâm lý. Triết học nó cho các anh chị quy luật để hành động theo quy luật, và tâm lý nó cho các anh chị đọc được trận đấu trong chiến thuật. Còn tất cả bằng bách khoa, bằng IT thì đừng có khoe nữa, vớ vẩn. Nếu nói ở phần kiến thức, các anh chị 5.000 năm lịch sử Trung Hoa nó đẻ ra có 4 tác phẩm thôi: Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Thì Hử và Tam Quốc. Bạn đọc xong 4 cái đó bạn không cần học nữa. Tôi nói thiệt các bạn, ta lượm 5.000 năm tôi đút túi ấy. Còn bên trời đây tiếng chim hót trong bụi mận gà, thép đá tôi thế đấy bố già. Các bạn ạ, mẹ bên trái là ba chàng Ngự Lâm phó thủ, mình vì một thằng, mình vì ba thằng, ba thằng vì mình, mẹ đời bất thua. Đọc xong Tam Quốc biết ngay từng tình huống cuộc đời vào đúng cái thế cờ đó là nó là chân lý, chứ không phải là chuyện đánh nhau. Nhìn nghe biết ngay thằng này mẹ quan văn, thằng này thông nhỏ lắm, thông minh. Nhìn nghe biết ngay thằng Trương Phi, thằng này tốt bụng lắm, nhưng mà dễ bị kích động, thô lỗ. Nhìn thằng này là không chơi được, mẹ thằng này mà làm cái không có nốt ruồi, tôi chết đi, thằng Nguy Diên. Nhìn ngay em xin này, biết ngay điều thuyền, ví dụ thế. Câu hỏi này, mẹ loanh quanh cái la bố chết đi. Đọc xong Tây Du Ký, bạn sẽ thấy trong người bạn nó có 4 phẩm chất. Và kẻ đi tu cũng có chất đường tăng các bạn ạ, và có chất quái thai của Tôn Ngộ Không, có chất lao động của Sa Tăng, và thằng mẹ nó cũng có cái xấu của Chư Bát Giới. Đừng có nói chồng tôi tốt và sếp tôi tốt, vớ vẩn. Đừng để tôi vạch trần cái chất Chư Bát Giới ra. Cho nên trong giao tiếp làm sao cho người ta quay đường tăng và Tôn Ngộ Không về phía mình, còn Chư Bát Giới anh quay đâu kệ, mồm leo lẻo chồng em tốt đã, wow wow wow, vớ vẩn. Đằng này tất cả những kiến thức là không coi, bắt đầu đi coi ba cái phim Hàn Quốc, thế có tức. Phim nào hai đứa yêu nhau rồi có con nhảy vào mối tình tay ba, xong có con chết, ông thư chết, thế là hết phim. Thế mà xem còn khóc không? Không. Xong dán vào cái thằng thần tượng, toàn là cái đồ xẻ rồi gớm. Dán lên tường, ký túc dán nó nhìn nó khinh cái chủ nhà nó. Cái này thằng này chim đang sống, cái này thằng này chơi sống rồi. Láo tuyệt. Tại sao ông dám lên thật thương? Kỹ năng là cái đồng nghĩa với kinh nghiệm. Sinh viên ra trường ai bảo không có kỹ năng, tầm bậy không à? Ai bảo không kinh nghiệm? Mày đã từng làm lớp trưởng và bí thư chi đoàn, một điểm kinh nghiệm. Những kẻ đó hoạt động tập thể bao giờ tôi đang sử dụng đấy. Nếu có một bài báo khoa học, một điểm kinh nghiệm. Vì trong khoa học nó có cái phần thực tế, đã có thực tế và được nghiệm thu chứng là thẳng có thực tế. Vớ vẩn. Đằng này học ra mắt kính thì lồi ra, không làm được cái gì thì làm sao nhận. Đấy là sinh viên năm mới. Thế mà bày đặt em sẽ khởi nghiệp, em sẽ vay tiền ngân hàng, xong em thuê 2 mét vuông đất, tạo lập ý tưởng độc lập. Ý tưởng độc đáo đó là buôn bao cao su. Mày đã dùng chưa mà mày buôn? Vớ vẩn. Cho nên là cái chị ạ, kiến thức thì không có, kỹ năng thì vớ vẩn. Tôi nhận
một em mà tôi không dám nói cái trường ấy mất thanh danh người ta, ui dồi 4 năm bằng đỏ, ui dồi chân dài, ui dồi đẹp như tiên, còn lâu tôi mới tin. Tôi ký 3 tháng để xem nó nói những kỹ năng nó ra và kiến thức thật nó ra. Ngày đầu tiên tôi vừa ngồi này, cửa phòng tôi bật mở, cái gì đấy em? Anh ơi, có khách. Tôi bảo em tiếp khách cho em đấy. Cái gì ạ? Thế thì bây giờ nhà quản trị họ ra rồi, tiếp khách như thế nào, pha nước thế nào, khách thế nào, đợi để nó về, đừng chửi công ty là được. Thế mà chỉ có 1 phút sau tôi đang nghe cửa lại mở. Gì nữa? Anh ơi, tiếp vào phòng nào anh ơi? Thế chị xem kỹ năng nó vậy. Tôi bảo tiếp vào cái phòng xanh xanh ở dưới nha. Tôi vừa cúi xuống cửa lại mở. Gì nữa? Anh ơi, cho nó uống gì anh ơi? Thì mẹ mày đi kiếm đi cho nó uống đi. Tôi lại cúi xuống cửa lại mở. Gì nữa? Anh ơi, em tiếp một mình, em tiếp với ai? Tôi bảo mày cúi mẹ đi, tao tiếp mày ơi. Mẹ không thất nghiệp của tinh tướng cầm cái bằng ướt đẹp ướt đẹp. Thấy chưa? Một em trưởng kỹ thuật, 2 em trưởng kỹ thuật lẫn chất lượng cao, úi dồi ôi, đến xin việc với tôi cần thợ điện trình bày, úi dồi ôi, vẽ vật lý nguyên tử điện hạt nhân, nó vẽ nó biểu diễn kiến thức ở trên bàn thôi mà tôi dân kinh tế mà tôi ngó mà tôi hiểu tôi chết đi. Tôi bảo thôi mày nhìn cái phòng làm việc của tao này, thì cái phòng tao đang sửa phần xây xong rồi, của dây điện nó lỏng hẳn, bây giờ tao ra Hà Nội cho nên ở nhà chúng mày tranh thủ thời gian tao bán, chúng mày lắp điện dân dụng được là tao nhận được chưa, luyện kỹ năng thử xem. Tôi vừa xuống sân bay nó bài mà lính nó gọi hỏi anh ơi xin nó cháy nhà anh ơi. Tôi bảo là sao, của 2 cái thằng anh định nhận thế đâu mày, tại sân bay nó bài tôi ký thức buổi được. Tôi về tôi tuyển 2 em trung cấp, chúng mày lên chúng mày chứ tao đứng nhẹ tao giám sát tao kinh chúng mày lắm á. Tôi lên đấu pa đóng tao ra sáng lên. Tôi bảo mày cũng nhận mày hay thế đấy. Nó bảo anh cứ khen với em học trung cấp ấy, thầy em dạy nó dạy gì đâu, thầy em dạy đi chứng điện dạy thế này này, cứ leo lên trần nhà người ta thấy dây xanh đấu với xanh, đỏ đấu với đỏ, vàng đấu với vàng, đóng cổ giảm thế sao. Tôi khẳng định ở trong hội trường này có 2 hạng người, một là hạng biết tại sao mà không biết làm, mắt kính lồi thế này nói như thánh, một hạng là biết làm mà không biết tại sao. Và bây giờ đời chết hết rồi còn có 2 thằng đó, một thằng biết làm mà không biết tại sao, với một thằng biết tại sao mà không biết làm, có đang suy lấy thằng nào hả? Lấy thằng nào? Lấy cái người biết làm ấy thầy. Tôi đang nói biết làm điện, còn em đang nghĩ biết làm cái gì? Dạ em cũng đang nghĩ như thế ạ. Đủ cái mặt ra lắm. Không thầy. Cho nên là các bạn là đừng có hành trang. Kỹ năng có quái đâu mà đi xin việc vớ vẩn đấy, còn đấy đoàn nó khởi nghiệp. Thế nào là khởi? Ông nào nói cho tôi thế nào là chức nghiệp? Nói được chức nghiệp tôi đâm đầu tôi chết liền. Mày đặt hướng nghiệp, cả một cái đại học không hiểu chữ hướng nghiệp là gì, mày đặt nghiệp nó hướng mày hay mày hướng nghiệp hả? Vớ vẩn đấy. Thế nghiệp nó khác nghề chứ nào, cứ hoành tráng đấy, đâu có dễ thế, đâu có dễ thế. Cho nên ở đây cái gì ạ? Kỹ năng và thái độ. Các anh chị không hiểu mình có cái gì trong 3 cái này, lời khuyên của tôi đừng có khởi nghiệp, đừng có xin việc, nhục lắm, nó đuổi lên này. Và họ không tuyển đâu, họ toàn thuê tới tuyển này. Các bạn ạ, vớ va vớ vẩn này. Này còn săn ấy, vớ vẩn này. Và thứ hai đó là đẳng cấp. Đẳng cấp được hiểu là mức độ của năng lực. Mức độ của năng lực. 6 người đàn ông đều có năng lực vô cùng khó ở xã hội này, nhưng tôi giả định có đấy, thì 6 người đàn ông ấy nó chia thành 6 mức độ năng lực theo thang đo Bloom của Mỹ. Cho nên bạn khi nào bạn nói về bồ bạn được 2 cái này thì mới gọi là hiểu, chứ về mới thưa cha mẹ chết con cũng lấy thằng này, vì thằng này nó lấy con là nó ôm rủi ro chứ không phải ngược lại. Mẹ cứ tìm hiểu loanh quanh. Một là năng lực chỉ ở mức biết thôi. Và thầy giáo 6 loại, tôi nói cho bạn biết được. Ngồi đến kêu ông tiến sĩ 6 loại, đừng có so với tôi. Thứ hai là mức hiểu. Mày tao biết là giờ vào cái điện kia là nó dần đấy. Còn cái thằng không biết ấy, là thằng không năng lực, nó nằm ở dưới đáy ấy. Nhưng mà tao hiểu thầy giáo, tao thấy mày sợ cái xây này nó dần về đây điện với 2 môn. Tầng cấp 3 đó là ý, đó là tao làm được, tao sẽ làm cho hết 100%. Cùng là cử nhân nhưng rất nhiều hạng, chứ không
ngoài sân chơi đâu. Và thứ tư, không, tao phân tích xong rồi tao mới làm, chứ tao không làm giống Đông Ký Sốt. Đông Ký Sốt làm rất tốt, tức là đánh địch tuyệt vời, nhưng đánh địch trên tài xe này nhào và đánh cú xe gió, có lấy ông. Còn ở Hà Tĩnh có câu hay lắm, châu hút mã, châu phải hút châu chứ, tại sao thấy cái mã hùng hục như con châu. Cái loại thanh niên mà giống châu thì cực nhiều, lúc nào bật đi toàn hút châu, hút mã, hút châu đó. Đẳng cấp phân tích khảo khảo, tôi làm được Hà Nội mà tôi không làm được, mà cái đó mới là cao thủ, đó là level 5, đẳng cấp tổng hợp. Và đã là lãnh đạo trở lên phải từ đẳng cấp này trở lên. Chữa được GDP thì hỏng CPI, chữa được CPI thì hỏng GDP, chữa được cả hai thì hỏng thất nghiệp, mà chữa được cả ba thì hỏng e được lối đối ngoại. Wow, mà thủ tướng chữa được cả bốn, đẳng cấp từ level 5. Ba cái thằng danh con báo này trái thì cứ tí chữ level thì đứng dưới cùng, cứ leo teo chửi đảng nhà nước tầm bẫy tầm bạ. Ở đây là khác nhau về đẳng cấp chứ không phải vấn đề ba cái thẻ danh, cái bằng cấp ấy. Cái gì ạ? Mắt nó bắt mà nó tủ xẻo luôn đấy, lão như rách. Và đẳng cấp tổng hợp, tôi vào trong cái hội trường, tôi bắt đầu được vào cơ quan, người ta nhận việc, có cô gái cái đẹp quá. Thế là tôi nhào vào, trước khi nhào vào tôi phân tích độ đẹp trai, độ hấp dẫn, chắc chắn là luộc được. Nhảy vào cưa cổng, thế là tán được thì chú chết. Như vậy chú có năng lực phân tích, đã vào cuộc là hạ được cô ấy. Nhưng mà đấy mới hình thấy thôi, chứ nhìn ở góc độ tổng hợp là chú chết. Vì chú thấy đẹp thì những kẻ cũ nó cũng thấy đẹp, chưa đến lượt con nhé, nó đập chết luôn. Mà nó còn không dám đụng đến cô ấy, mà chú dám đụng cái thằng non tay quá. Bởi vì mấy đứa đẹp thường là đồ cúng của sếp, mới nhảy vào mày ăn đồ cúng thì mày chết luôn chứ mày. Hiểu chưa? Mày tổng hợp là thế. Thực ra ăn cũng được, nhưng phải đợi nhang nó tàn đã. Mà thường mấy ông sếp nó thắp nhang điện, biết bao giờ cho nó tàn. Đẳng cấp tổng hợp chưa ăn thua, đó là đẳng cấp cuối cùng, đẳng cấp sáng tạo, tức là năng lực đầy nhà. Sáng tạo cũng là năng lực, nhưng năng lực ở mức tạo ra sự khác biệt trong khuôn khổ luật pháp. Đó là năng lực vượt ra khỏi cái ổ, loanh quanh suốt ngày sống làm việc theo dư luận, sống làm việc theo luật pháp ấy. Nó đem nó quất cho cầu, thế là điều chỉnh theo hành vi của nó. Thế gì à? Thế bây giờ trên mạng nó bảo có mấy thằng thầy nó cứ ném đá thầy. Nó khen tôi mới là đại họa, mẹ đẳng cấp đấy. Nó ngồi nhưng mà nó khen tôi thì tôi ngang đẳng cấp nó. Tôi không đẳng cấp ấy nha, tôi đẳng cấp trên này này. Vớ vẩn. Cái chú làm anh không làm, cái mày làm tao không làm, mà cái mày không làm tao làm. Cái gì à? Đấy mới là khác biệt. Tại sao tôi phải sống làm việc tôi dư luận, tôi sống làm việc tao là phát chứ. Nói cứ tè tè lấy cái nhãn quan của mình nhận xét người khác. Đấy là cái thói vô văn hóa nhất của người Việt Nam. Cái gì à? Luôn luôn tập nhận xét chính mình, bỏ đi. Như cái rẻ rách mà nhận xét người khác vớ vẩn, tao không cùng đẳng cấp với mày nhá. Đấy là hiểu mình đến đâu. Cho nên là chú giả bao oai, tôi sẽ không giả, tôi giả bằng trắng. Chú mà giả bằng trắng, tôi sẽ dùng bao oai, bốn cục giấy pin. Vớ vẩn, chú biết cái quái gì bao oai mà chú giả. Chú nói tử tế, anh nói vậy. Đấy là khác biệt. Thế là chú bắt trước nói tục như tôi, đấy nói được. Bởi vì muốn nói tục thì nó phải thích với ngôn ngữ body. Có nghĩa là cái mặt nó phải mất dạy, thì nói mất dạy nó mới hợp. Có hiểu không? Em gì có thể không nhận mặt tôi mất dạy không? Có à? Ừ, mẹ chưa bao giờ tôi thấy học trò gọi thầy là mất dạy. Láo kinh. Quên đi, mọi hành vi của tôi là có kiểm soát. Ngồi mẹ kiến thức thì bằng cái lỗ mũi ấy, năng lực vớ vẩn ấy. Ông không đủ tư cách cùng với tên tôi nhé. Bạn phải vững vàng như vậy. Chưa tha múc cho một sái quài hạ của tôi, cứ bày đặt vớ vẩn. Khi tôi đã không vi phạm luật pháp thì tôi không làm. Cái mà tôi không được nói một câu nào nếu tôi vi phạm luật pháp, quỳ xuống để nhân dân chỉ tội. Vớ là vớ vẩn. Cho nên bản thân mới có hiểu nó là ai đâu. Đẳng cấp đấy mà
cho anh ấy. Cái gì ạ? Cho nên là các bạn muốn hiểu mình là phải hiểu hai cái này. Rồi ok. Làm sao mà hiểu được thì đây là cái khó nhất. Làm thế nào để hiểu được? Mày ơi là mày, cả cuộc đời này chỉ có một cách duy nhất để hiểu mình, chứ nó có cách thứ hai là còn phải tranh luận. Đó là dùng phương pháp phản hồi để đánh giá lũ nhân viên ở trong công ty. Chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là phương pháp phản hồi. Và phương pháp phản hồi được gọi tắt là phương pháp 360 độ. Đằng này dù có mỗi một độ cứ nhận xét về mình cười cười đấy. Xong ghi vào bảng lý lịch, sở trường của em là toán thống kê của Mỹ, nó chứng minh 100% là sai lầm. Nếu bạn tự nhận bạn có sở trường, các bạn ạ, vớ va vớ vẩn. Và để thực hiện điều này thì giáo dục của Singapore, của Mỹ, người ta sẽ cho nó phản hồi từ khi nó lớp 3. Tất cả đều học bàn tròi hết, kỹ thuật tương tác làm việc nhóm hết. Và một đám học trò đây tung đề bài ra, ngồi quần đi con, thằng này chửi thằng này, thằng này chửi thằng này, phản hồi lại đi xem là chúng nó nhận xét về mình thế nào. Cái gì ạ? Phản hồi đi con. Con học sinh của nhà mình suốt từ lớp 1 đến lớp 12 thầy nói gì thầy là chân lý, và nghĩ có một chiều không có một phản hồi gì cả. Đến lớp 12 mà cứ ngơ ngơ không biết thi trường nào đó. Thằng bố bắt thi một trường, con mẹ bắt thi một trường, và mấy con má danh, con mẹ danh ở lớp 12 xúi thi một đứa trường. Thì cuối cùng thi trường nào? Vì nó không hiểu nó là ai cả. Và đây chính là cái vô cùng dở của giáo dục Việt Nam, và chúng ta đang phải cách quyết liệt. Làm sao đến lớp 12 nó biết chính xác nó là ai thì thi phát nào trúng phát đó. Nguồn lực quốc gia là tận dụng hết, nguồn lực cá nhân của nó là ấm cúng các bạn ạ. Và gia đình nó tuyệt vời. Đằng này sai thì phải sửa chứ còn gì, nó to mồm cái này. Và bây giờ các bạn chót mất rồi. Nhiều cha 60 tuổi cũng không biết mình là ai nữa. Thì bây giờ lại bắt đầu phải tập phân tích phản hồi. Và nếu mà tập quyết liệt thì trung bình khoảng từ 3 đến 4 năm nó mới hiện nguyên hình mình là thằng nào. Đằng này cứ nhận xét về mình khơi khơi. Nội dung của phương pháp phản hồi có nội dung như sau. Nếu bắt đầu kiên quyết nhé, nếu muốn chui vào cái nhóm 20 nhé, nếu muốn thành công như Lê Thẩm Dương nhé, không làm là thua. Thì cái chết đầu tiên không hiểu mình là ai, cứ ngộ nhất này, nó như cái thằng tâm thần. Cái gì ạ? Phương pháp phản hồi, động tác số 1, tiến hành tập hợp. Tập hợp mọi nhận xét, thằng nó ghét mình như chỗ, thằng thì chửi, vừa nâng lý bia mày đấy thôi, mẹ cái mặt mày ai trong bố trưởng hả, thu lượng lại đừng giận nữa, lượng hết lại mọi nhận xét của người khác về mình, người già, người trẻ, người yêu, người ghét, tất tần tật. Bạn không ý thức này thì không, còn ở các quốc gia nó giúp cho trẻ con nhận thức ngay từ bé bằng cái kỹ năng làm việc nhóm. Còn bây giờ nó đến đại học thì bắt đầu mới cho bàn tròn để học, thì làm sao mà tương tác được nữa. Cái thứ cải tiến vớ vẩn. Wow. Động tác số 2, tập hợp mọi hành vi mà mình đã làm. Các bạn ạ, không được để sót hành vi nào, kiên nhẫn. 6 tháng là nó ra rồi, 3 năm thì nó nhuyễn. Khi bạn tập vào hết thì một cái chuỗi nó sẽ xảy ra một phản ứng như sau. Có một số lĩnh vực, tôi lấy một con số giả định nhé, không phải số thật nhé. Bạn làm càng nhiều thì nó càng nhuyễn. Có một số lĩnh vực, ví dụ 8 lĩnh vực. Mình không thể làm được. Cái điều này được xác nhận qua bạn bè. Cứ đụng đến là nó chửi, chửi như chó. Về hành vi làm cái là tự mình thấy bể, mà cứ đụng vào cái môn này là hai điểm, đừng xấu hổ, ai cũng vậy thôi. Và thế là Bill Clinton được 8 năm tổng thống, đụng vào cái máy tính đúng 2 lần, nó nhìn cái máy tính là nó muốn đập. Rất nhiều người dị ứng IT, không sao cả. Và tổng thống Medvedev
vào họp nội các mà không mang cái laptop buổi đầu anh lại là cái mạnh nhất của anh ta. Wow, rất nhiều người không thể học ngoại ngữ được vì ngoại ngữ nó là môn thể thao, cho nên nếu không học được là bình thường, không có cái gì đâu. Đừng có dây vào chỗ này, đụng vào cái chỗ của người ta thế này mà mình đã được chứng minh rồi, chúng mình nhận xét khơi khơi né ra. Và Lê Thẩm Dương rất hiểu những lĩnh vực Dương không thể làm được. Ví dụ khả năng nhớ tên người này là lợi thế, tôi không thể nhớ được. Khả năng mà tìm đường tôi ngu hơn con bò nữa. Thế thì cố làm cái gì? Và bạn thống kê xong bạn sẽ thấy này, có một số lĩnh vực, tôi nói ví dụ 5 lĩnh vực, bạn làm thì bạn chỉ thắng được 50% thôi. Đó, khởi nghiệp mà không hiểu cái này thì khởi cái gì, đúng không? 50%. Và tổng hợp xong thì bạn thấy ồ, cứ làm cái này là mình thấy thành công, mà bạn bè nó ngưỡng mộ. Cái kỳ lạ, nó cứ học vật lý nó ăn đúng không? Cái gì ạ? Và ai người ta cũng nhận xét thế, chứ mình phải tổng hợp cho thật nguyên đủ 360 độ, nó sẽ hiện nguyên hình mình là kẻ nào. Thì có 3 lĩnh vực chẳng hạn, một số lĩnh vực, ví dụ 3 lĩnh vực tao đã làm là tao giết mày, chắc chắn là thật. Nó được chiêm nghiệm qua thực tiễn, nó được chứng minh qua bạn bè, nó xảy ra n lần. Các anh chị ạ, và thật là ngu đần cho kẻ nào mà đi bắt chước phong thái của tôi. Không được đâu, vì tôi hiểu rất rõ bí quyết của nó. Các anh chị ạ, tốt nhất là chú làm lĩnh vực khác ạ. Và để cho tôi thèm thuồng của chú ấy. Người ấy không làm được thì tìm cách đặt người ta xuống để lớn lên tương đối ấy. Nhìn cái mặt hèn như chó, tôi xin lỗi là xúc phạm chó. Vâng. Thế nhỉ? Đằng này, suốt cả đời không làm được cái động tác này. 70 tuổi cũng không biết là mình giỏi cái gì mà mình sẽ xây bề cái gì. Thì làm sao mà thành công được, đúng không? Vậy thì bắt đầu về phân tích phản hồi đi nhé. Còn không bạn cứ hỏi người bên cạnh, mày mạnh cái gì? Nó nói được tôi chết tin, các bạn là toàn ảo giác. Em núp mèo cho tôi cả đống, thầy, em nghĩ là em rất mê kinh doanh. Toàn là tim nói vậy, mà bố mày đang học quân sự, bố thì học nghệ thuật, thế là đi nghe mấy cái buổi thuyết trình thế này, cùng chuyện kinh doanh hay ghê ạ. Thế là về em thích kinh doanh và em có sở trường về kinh doanh. Cái gì ạ? Tôi làm sao tôi mèo này? Vì trong đầu tôi đang nghĩ có hai từ, thằng điên, ngoại kiếp, vớ vả vớ vẩn. Mà bạn đem bạn hút ngay vào cái chỗ tôi mạnh thì các bạn không có cửa rồi. Hãy chọn lĩnh vực tôi không mạnh, và chắc chắn các bạn mạnh tôi sẽ không hút vào đâu. Các bạn ạ, phải rất nghiêm túc thì mới được. Vậy thì định vị bản thân có đúng hai việc cái đấy, rất kiên nhẫn và lờ mờ sẽ thấy rồi. Đằng này chả biết mình là ai, chả làm gì, cứ nhận xét về mình khởi khởi. Xong, nào bây giờ nội dung thứ hai, tôi đang chạy đua với thời gian nhưng vẫn còn. Động tác số 2. Sau khi ấn định được năng lực và đẳng cấp rất rõ ràng này, thì bây giờ tôi sẽ căn cứ vào cái này tôi đặt mục tiêu. Và mục tiêu nó phải tương xứng với định vị. Sau đó tôi nâng định vị, tôi lại nâng mục tiêu, nâng. Và đến cuối cùng thì xin mời, ông thích kiểu nào tôi chiều ông kiểu đó. Ông đừng có tò mò. Tôi nhìn cái kiểu ông tôi biết thừa, đừng có dọa. Vớ vẩn. Vậy thì mục tiêu của con người là cái gì? Thế là ban đầu định vị không được. Cũng chả biết mình sống với cái gì nữa. Cứ như con trâu năm 70 tuổi. Và thống kê của thế giới nó cho thấy hãy khôn ngoan với 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu số 1, sức khỏe. Mục tiêu số 2, gia đình. Mục tiêu số 3, sự nghiệp. Và đây này, sự nghiệp bắt đầu nó có chứ, khởi nghiệp này bắt đầu nó đến thế này. Không phải sự khởi nghiệp là tất cả. Vì nó chỉ là một trong 4 thành tố của hàm mục tiêu thôi. Mục tiêu thứ 4, bạn bè. Nó thể hiện cái tính cộng đồng. Và không có bạn bè, bạn sống một mình thì hoàn toàn không phải loài người rồi. Sức khỏe có 2 yếu tố. Một là não và 2 là cơ bắp. Không ai người ta gọi Trịnh Công Sơn là người có sức khỏe cả. Tiếc ơi là tiếc.
cái não siêu phàm mà yếu quá, số rượu cũng vậy. Không ai người ta gọi cái thằng bồ của bạn hoành tráng thế này đầu bằng đất là có sức khỏe cả, mà nó gọi là con bò. Thế mà Tết chúc nhau, chúc mày sức khỏe. Mà chúng ta sức khỏe là gì ạ? Sức khỏe là số 1. Mày nói sức khỏe là số 1, mày nói sức khỏe gì? Hả? Nói có hiểu khỉ. Chúc mày gia đình hạnh phúc. Gia đình có hai thành tố, một là gia đình nhỏ và hai là gia đình đại. Thằng này nó lấy nhau, nó yêu nhau sợ thiết đến 60% sẽ bỏ nhau. Yêu nhau 6 năm mà không cần biết cái thằng hay thằng nào mới đi chơi rồi. Ngồi xuống gốc cây là nhắm mắt thăng. 6 năm yêu nhau về bắt đầu mới biết thằng này là nhà nó sói nghe trai, thằng này con út. Thằng này mới ra tù, của năm thằng anh vẫn. Không thể tưởng tượng. Về mặt sự nghiệp có hai yếu tố. Một là hoài bão. Đảng khuyến khích, đảng cho phép, đảng động viên. Hoài bão là làm cho mình, mẹ tao phải giàu. Cái giống không làm được tiền, mồm cứ leo lẻo. Em chẳng cần tiền, vì tiền không mua được hạnh phúc. Thế mà ra ngày hạnh phúc cũng mua được tiền á. Mồm cứ leo lẻo, giọng nông dân lúa nước. Em chẳng cần, hạnh phúc của em chỉ cần một chút lẻo ra hai trái tim vàng. Mày thử lại xem tim của các bạn á. Nó vàng thật. Tình tướng lý luận rẻ rách phải có chức vụ, có ai cấm các bạn đâu. Phải nổi tiếng, có ai cấm các bạn đâu. Nhưng mà cái thứ hai bạn phải làm, không có thì không bao giờ bạn làm người được, đó là sứ mạng. Sứ mạng là làm cho người khác, đóng tiền rác cho khối phố đi, nó không có gì ghê gớm cả. Làm người vợ vì con đi cả chị ạ, chứ không có gì ghê gớm cả. Phải biết hạnh phúc của mình nằm trong hạnh phúc của kẻ kia. Tôi kiếm tiền cực nhiều, tôi nói cho bạn biết. Là tôi làm thế này tôi kiếm tiền nhiều mới là lạ. Nhưng mà trong túi chả hơi có tiền. Về cái là sống vì người khác, tức là đưa hết tiền cho vợ. Các bạn là ui, phụ nữ mà nó thấy tiền, tự nhiên nó có phản ứng cười. Cứ điều hẹn đá. Tôi về tôi để 3 cục tiền, toàn viên mắt, một cục đây, một cục đây, cùng 6 lít. Về cái tôi bảo thằng con lớn hơn, uống bia đi mày. Có liếc liếc. Mẹ chửi á, mẹ mày để tao nó. Thế là vừa ngồi nó đang lượt đường định quát thằng con. Tôi đưa cái cục tiền nhỏ, em ơi, tiền lương em ơi. Thế là nhà tôi gói két, là bò ra cái két của mẹ, đến mắt cứ lắc chặt. Đây hạnh phúc, cho nên là vợ tôi hạnh phúc vì tiền. Mà tôi hạnh phúc ở cái mắt lé. Hạnh phúc của mình nằm trong hạnh phúc của kẻ khác, phải đã. Thế là ra bắt đầu ngồi ăn cơm, chả nhắc gì thằng cu uống bia cả. Tôi bảo thế anh đưa thế đủ chưa em? Được rồi anh, được rồi, hai cha con ăn đi. Tôi bảo em nói anh xúc phạm bố mẹ. Ok, em nói cái gì đâu mà xúc phạm. Ngần ấy mà kêu đủ à, tôi giúp cái cục chúng mình. Đây mới là thằng Lê Thẩm Dương này. Úi xúc thế mà không đưa một lần để đến luôn. Lại ra mắt lại chạy được. Hay lắm. Thằng ra bảo thế nào? Bảo công nhận anh giỏi thiết đi. Kiếm tiền hay thiết đi. Tôi bảo đây là tiền sạch nha. Anh không hề nhận đút lót kẻ nào nha. Cho nên là em tự hào. Và trong tiền này nếu chia thành phần là 50-50 mẹ chồng một nửa em của chồng công vợ. Đấy là lý thuyết xuông. Của em 80%. Của anh may lắm 20%. Thì em cầm lấy một sự đánh thế này. Chứ không phải của anh. Cho nên em cầm em đừng băn khoăn được. Em đấy chứ không phải anh. Nhưng mà anh vẫn bị xúc phạm. Ủa có ông này cũng cười thật. Rút mẹ cuộc tổng thương. Đừng định nghĩa sai thằng này nữa. Úi dồi ông lại ra đến. Mọi cái quánh cho trí tử chứ. Hả? Bạn bè mình phải biết làm bạn với mình. Thằng bạn vĩ đại nhất là thằng mình. Cà phê một mình. Cân chói thằng này. Mỗi lần mà thắng lợi mua một trái bia tự thưởng cho mình. Ngồi khen cho mình. Đấy là giấy khen tuyệt vời nhất. Còn mỗi lần thất bại uống ly cà phê lấy đất nhét vào mặt mình. Thằng ngu. Người ta làm bạn với nào. Đằng này cầm cái giấy khen cái đầu phê. Úi dù cầm giấy khen phê. Tôi nói thật cái chị, tôi cầm cái giấy khen tôi mắc cười. Tôi đọc mẹ chú khen anh, anh khen chú thôi. Ai được quyền khen ai. Nhưng thôi cơ chế thì chú đưa anh cầm. Còn đâu mẹ vớ vẩn. Thế nên là bày phải có bản lĩnh, phải có nhận xét chứ. Phải có bạn tri kỷ. Cà phê hả.
hai mình. Và phải có một đám bạn nhau cà phê em mình. Khi bạn có cả bốn cái biến này thì bạn, người ta gọi là thằng này có hạnh phúc. Đó là mục đích cuối cùng của cuộc đời này. Định vị thì thế, nhưng mục tiêu thì thế. Vậy định vị xong, nguồn lực em yếu lắm, em sinh viên nhà nghèo, thì bạn vẫn phải có cả bốn. Nhưng mỗi mục tiêu đạt ít lắm, ít lắm, chứ thiếu mục tiêu là chết. Nhưng mà khi bạn giàu có thì bạn mạnh ấy, thì cái này lớn lắm, nhưng vẫn là bốn thôi con ạ. Tôi nghĩ rằng tôi nói rất rõ ràng chứ không có gì là mờ. Và các bạn đối chiếu vào các bạn mới thấy chết, thuộc của mẹ đó. Không hiểu mình năng lực và đẳng cấp ở đâu. Đặc biệt không biết sở trường của mình là cái gì, đam mê không biết. Thứ hai, mục tiêu không biết là cái gì. Nếu bạn được một trong bốn cái này thì đời bạn tặng. Rất ít kẻ đạt cả bốn. Đằng này có cái chức trưởng phòng ấy, cứ như cái chức chân ngựa. Và nãy anh ở sở ngay đầu tư anh nói cực đúng. Mẹ chỉ vì cái bao cấp thôi mà cứ lao bằng được, kể cả đút lót sao mà thanh niên giờ nó hèn dữ thế. Thế là cuối cùng tôi giả sử bạn đạt được hoài bão, đó là lên được chức trưởng phòng, nhậu suốt ngày. Thế là biến sức khỏe tiêu. Biểu hiện của nhậu suốt ngày ba cái ông trưởng phòng: não teo, cơ bắp teo. Nhậu cứ biết đường mà nhậu nóc cho lắm đạn, cứ tưởng thế này đấy. Ăn nhậu không phải học. Suốt ngày ba là rượu, rùa, rắn, nóc cho lắm. Mặt thì mẹ tròn xoay, thế là nó thừa đạn. Nó thừa đạn nó mới dồn xuống chân. Very good. Nó thiếu nghiêm trọng dàn vitamin và thiếu sắt và kẽm. Mà kém thì nó tạo ra năng lực tình dục. Mày mất kém mày chết chắc. Thế là vợ nó đuổi, mất biến gia đình. Các bạn ạ. Và kết quả là úi ở lên được cái chiếc xuống máy bay. Úi rồi cả đàn ra đón. Tôi khẳng định với các bạn, cái đàn đi đón sếp ấy chỉ là bè thôi chứ không bao giờ có bạn đâu. Nó không dám chơi. Và chú đấy dám chơi với nó. Chú làm gì có bạn mà chú tò mò. Vớ vẩn. Mất vẻ biến này sứ mạng bằng không. Ai bảo làm sếp hạnh phúc không chạy xe ôm. Ngồi cứ to mồm. Vậy thì năm nay tôi là có thằng bạn trí kỷ mà sức khỏe nó kém. Tôi sẽ nói, này, năm nay mẹ chú ý sức khỏe nha, chúc mày sức khỏe. Thì điều đó mặc định. Tôi thừa nhận gia đình, sự nghiệp và bạn bè nó tốt rồi. Nhưng cái biến này của nó hơi yếu. Thế nó mới chơi là chơi với nhau đấy. Thằng bạn thứ hai, bạn thân. Tôi nói ông ơi, ông đừng có trọng nam khinh nữ, chúc mừng gia đình. Năm mới cải thiện đấy nhá. Thì có nghĩa là tôi thừa nhận ba biến này, cái biến này không yếu. Người ta chúc tên, người ta ý tứ. Này, mẹ chúc mày nhá, năm nay đừng có khiêm tốn nữa, nên chúc anh, xứng đáng. Thì các biến này tốt, biến nào? Rồi về ông này, ông quan tâm đến bạn bè tí thì ông vừa phải. Có nghĩa là ba biến này tốt, biến bạn bè hả? Còn nếu Tết mà tôi chúc các bạn, ê, chúc hạnh phúc, có nghĩa là đời mày thằng bạn hạng chứ làm được cái gì? Thế mà chúc hạnh phúc cười phà phà phà. Có hiểu cái mày không? Em xin chúc hạnh phúc. Mày là biết. Khái niệm còn không xong, mày đặt tranh luận cho nó cái gì? Tí nữa cái chị hỏi tôi dập cho mày. Cái gì ạ? À? Từ xây dựng đến bác sĩ đến ăn uống cái gì phải học hết. Ăn chơi cũng phải học. Chứ mày nhét ba cái vàng, nhét ba cái hạt hiệu của ba nữa. Mục tiêu là bốn cái này. Ok, nào, bây giờ đến cái số 3. Định vị rồi, mục tiêu rồi, thực hiện. Mày chết. Và để thực hiện được, nó có phần tư duy và nó có yếu tố khởi nghiệp, chứ không nói khởi nghiệp một cách khơi thế được. Các bạn ạ, bây giờ thế này, động tác số 1. Đây là trường hợp lý tưởng nhé. Còn nếu chưa lý tưởng mà tôi là tôi sẽ quyết tâm bằng được cho lý tưởng thôi. Một, hãy đưa mình vào lĩnh vực mà mình mạnh. Ông đưa vào đây đã, ông khởi sao ông ạ? Ông có biết ông mạnh cái gì đâu mà cứ cắm đầu vào tài chính ngân hàng. Ông học cái chó rồi. Đúng chưa? Cho nên là ở đây các bạn thấy rằng là chỉ được làm cái mình mạnh, không hiểu sao. Em rất mạnh về tài nguyên môi trường, tại sao lại thi cái trường đó? Em rất mạnh nông nghiệp, ai cũng thừa nhận, tại sao lại cắm đầu vào ba cái trường rẻ rách? Suốt ngày chỉ y dược bách khoa tùm lum.
động tác hàng, còn ông không làm được thì ông phải đi làm mọi thế thôi. Ngồi đấy mà tình tướng, rồi đổ tại xấu xíu vớ vẩn. Động tác thứ hai, đó là bắt đầu vào rồi nha, bắt đầu tiến hành tư duy. Và tư duy để giải quyết được cái công việc mà mình đang đẩy mình vào rồi. Tư duy nó có 5 giai đoạn sau đây. Và cách đây một khoảng thời gian là 100 năm của cải bát ngát. Người thì ít tư duy làm cái chỗ đó. Thì giai đoạn 1 nó tư duy bằng cách tư duy mà không tư duy gì cả. Các bạn ạ, sống phà phà, của cải ít đi người tăng lên, chẳng có phát minh của ai cả. Buộc để có của cải chú phải chuyển sang tư duy kinh nghiệm. Cho nên anh nào già là lên chức, anh nào già là lên, là lên già làm, hoàn toàn đúng. Nhưng mà kiến thức của anh, kinh nghiệm nó lỗ chỗ như cái quần jean rách ấy. Mẹ chỗ nào chú biết ác lắm, còn chỗ nào rách biết là bằng không lắm. Khi đó thằng 19 với thằng 91 bằng nhau. Cho nên của cải được rơi vào tay những kẻ tư duy logic. Đó là tư duy của kẻ có học, vì nó hành động theo kiến thức hệ thống. Nó hành động theo kiến thức căn bản. Nó hành động theo kiến thức, các bạn ạ, kiến thức quy luật của nó. Cho nên là một phong trào thằng trẻ giết anh già là bình thường. Con chim ưng mới sinh có thể hơn con quạ già 90 nếu quạ già không chịu học, vì chú vẫn là loài quạ mà thôi, vớ vẩn. Và đến ngày hôm nay các tỉnh thành phố cán bộ trẻ hết nhé. Nhưng mà khổ nhiều ông trẻ đích đứng vững được là vì ông học logic và ông làm logic, nhưng khổ cuộc đời nó lại phi logic. Cho nên của cải rơi vào kẻ thứ tư, đó là tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo đó là logic. Vô học ngày hôm nay đồng nghĩa với chết, đừng tranh luận nữa. Nhưng rất tiếc là học ai thì tôi chưa nói nhé. Không nhất thiết là phải học ở cái trường đại học ấy nhé, cái thứ rẻ rách ấy nhé. Logic, nhưng mà cộng với sự khác biệt. Ngày hôm nay là ngày của khác biệt. Khác biệt nó đơn giản, khác biệt so với ông thầy. Mày làm giống thầy mày chết chạy, mà không có thầy mày chết sớm luôn. Vì anh thầy anh chỉ đưa ra logic mang tính nguyên lý thôi, phải vận dụng, ứng dụng vào trong thành minh này. Khác biệt so với kẻ khác, nó lấy đi làm cho đám đông ấy. Khác biệt so với chính mình ngày hôm qua. Và khác biệt không có hàm nội dung dị biệt. Các bạn ạ, hoàn toàn làm được, không tuyệt đối không được làm giống người ta. Mày làm tao không làm, mày không làm tao làm. Dứt khoát là dứt khoát, cái gì ạ? Không cái gì là không thể. Vì cái nào phải nghĩ chứ. Cái gì ạ? Nhưng mà cuối cùng thế này cái gì ạ? Nếu các bạn quan sát Sài Gòn, Hà Nội và đặc biệt châu Âu và Mỹ, thằng nào nó cũng khác biệt, nó khác biệt đến quái thai thì nó mới tạo lợi thế được. À, thế là cuối cùng ông nào khác biệt. Thế nếu ông nào khác biệt thì còn đông nữa. Và bây giờ để tồn tại được, rất ít kẻ nhận thức được, đó là tư duy đột phá. Chứ không phải cái chữ để nói cho nó hay. Và đây là phát minh của người Nhật 2003, và nó giữ vững cho giá xã hội Nhật. Tư duy đột phá là của cải sẽ rơi vào tay những kẻ sau đây. Một, logic. Mày học vớ vẩn thì đời ăn cám. Thì mất yếu tố đầu tiên là cộng với khác biệt. Cộng với khác biệt. Nhưng mà ai cũng khác biệt thì làm sao? Không, khác biệt phải đạt tới chỉ số khác biệt của khác biệt, cộng với sự độc đáo. Các bạn không nghe tôi thì các bạn thua. Và Lê Thẩm Dương mà giảng bài mà không đủ nội hàm về chuyên môn, vứt. Đủ nội hàm chuyên môn mà không khác biệt với thằng thầy khác, vứt. Mà thằng thầy khác mà khác biệt, nếu không khác biệt trội hơn, vứt. Các bạn ạ, và tôi làm được. Vì não tôi hoạt động. Thằng này cứ y ra một đống này. Đấy là bước hai. Để thành công, một, phải đưa mình vào cái khu vực mình mạnh, còn không đời bạn chỉ là dân bình bình. Thứ hai là đẩy tư duy đột phá. Và thế là Đảng Cộng sản Việt Nam đưa chiến lược 3
đột phá chiến lược, đột phá về người, đột phá về hạ tầng và đột phá về cơ chế thị trường. Tại sao Đảng không dùng ba sáng tạo chiến lược? Không, chữ nghĩa đắc địa lắm các bạn ạ. Đây là ba đột phá chứ không phải ba sáng tạo đâu. Đề nghị các đồng chí phải tư duy sáng tạo. Nói như thế là xưa lắm rồi, đừng nói nữa. Nói xong người ta hết tôn trọng, vớ vẩn. Thấy chưa? À, hóa ra hết sức tận trọng nha. Động tác thứ hai, tư duy. Động tác số 3, tận dụng hết 5 người thầy. Các bạn, và kẻ nào chưa tận dụng hết mà cứ tì tòe ở ngoài quán nhậu, nó úp cái nồi lẩu vào mặt, vớ vẩn, chẳng biết người đối diện là ai mà nói cứ như cha người ta. Đầy rẫy cái dạng bệnh hoạn. Tôi muốn các bạn đừng rơi vào tình cảnh. Một là thầy trên bục, hai là thầy là chính mình. Đây là thằng thầy vô cùng quan trọng các bạn ạ. Và bác Alan Phan, bác thân rồi đó, bác mới mất ấy. 42 năm Alan Phan, đó là cuốn sách 42 năm thất bại là 42 năm, 42 ông thầy vĩ đại. Thế mà cái đợt vừa rồi bác bảo tôi đầu tư vào Việt Nam 1.2 triệu đô, và tôi quyết toán xong dự án, bây giờ tôi quay về Mỹ rồi tôi thăm anh với bác về bác mất ấy. 1.2 triệu đô la Mỹ cũng không có gì lớn lắm, nhưng mà tôi quyết toán xong rồi và tôi thu về được 1.2 triệu tiền Việt. Mẹ nó quánh cho tuê mỏ mà 42 năm mà nhóc con mới lớn, ba cái thằng giám đốc vớ vẩn mà nổ như pháo, hai lần suýt đi tù mà còn thất bại thế này. Các bạn khiêm tốn đi. Thầy thứ ba đó là thằng bạn mình, đi nhậu là đi học, ngồi tinh tướng vào đến đây giảng, nghe Tâm Dương giảng, nghe thì ít, xem dò xem cẳng thì nhiều, không học được à. Tiếp theo đó là thần tượng. Tôi cực kỳ thần tượng bác Hồ và bác Võ Nguyên Giáp. Đã đánh là thắng, không thắng dứt khoát không đánh. Và để có bài giảng ngày hôm nay thì 3/4 là thời gian chuẩn bị, lúc múc chỉ có 1/4. Và tôi chuẩn bị 10 tôi mới ói một thôi, tôi không dọa các anh chị đâu. Nếu các anh chị thích hỏi chơi tới cùng. Và tôi tự tin, khó vật tôi lắm. Lý do không phải tôi thông minh mà tôi chuẩn bị rồi. Tôi chuẩn bị 50 ngày như bác Giáp, và tôi múc có 5 ngày làm sao đi cái vụ chiến đổi. Còn đánh nhanh thắng nhanh là đứt các bạn ạ. Vì thằng Pháp nó sở trường đánh tức cứ điểm ấy. Vĩ đại là chỗ đó. Và thằng thầy cuối cùng vĩ đại vô cùng đó là sách. Đọc sách là cưỡi lên vai thằng khổng lồ, vì khổng lồ mới viết được sách. Và thứ hai là thằng thầy tuyệt vời Internet. Cái lãi lớn nhất của đời bạn chính là cái smartphone, mà lại dùng nó như là một cái thứ để hại mình. Thế có chắc các chị ạ, thấy cái gì ngó cái đó. Ông ở trong kia tự nhiên có thằng đầu nó bị hói không ạ? Thế là các bạn gái ngồi nghỉ gõ Google, cái gì nó cũng biết ạ. Có nên lấy chồng đầu hói không? Gõ đi, Google trả lời. Không nên lấy vì dễ nhầm đầu. Chả biết có đúng không nhưng kiến thức nó lên. Xong giả bộ kêu khiếp thằng mất dạy. Tôi cần thông minh. Bằng ngân này tuổi rồi, đủ các loại vào nhà nghỉ nhà nghiếc rồi cứ nói đến giả bộ khiếp. Chính vì cái thứ đó mà làm cho thanh niên Việt Nam chết đấy. Phải giáo dục người ta cẩn thận. 93% đàn ông nhìn thấy nữ lảng vảng là có ý đồ dù vào nhà nghỉ. Ngồi đấy mà kêu bồ em tốt lắm, vớ vào mà đừng để tôi nói thật cùng. Còn 7% không rủ là vì thuộc dạng đường tăng. Đừng có nói tử tế ở đấy. Lênh quênh. Trong 93% vào nhà nghỉ rồi, đạt được mục tiêu rồi, 87% đòi ra ngay lập tức. Chỉ có 6% ở lại là yêu thật. Vớ vẩn. Nói xong cả lớp, cả hội trường im lặng đúng không? Trong lời nói của thầy có hình bóng của em. Nào MC. Thấy chưa? Cái hồi mà chưa lấy chồng em thì là kiểm nghiệm lại thấy có đúng không? Hả? Cái gì? Sắp được nghỉ rồi. Dạ. Có đúng thế không? Có thể là em nằm trong những người may mắn thôi. À, may mắn.
nhà này nó nói không thật với thầy mà nó còn lừa thầy phản bác. May mắn thế nào ạ? May mắn là chỉ có một người thôi, đúng không? Đúng không? Và cái người đó có rủ không? Nói thật, có rủ. Và sau khi rủ xong họ thuộc nhóm 8, 7 hay 6? À, nhóm 6 ấy. Ở nhóm trên này. Nhóm nào? Anh ấy ở trên ấy, nhóm này đúng không? Tuyệt vời. Nhưng mà chưa tuyệt vời, vì nhóm 6 này là chia làm hai khúc. Một khúc là 2% và một khúc là 4%. Khúc 2% mới là khúc yêu thật để lấy làm vợ. Còn khúc này 4% ở lại đòi lần nữa. Không biết là anh Tuấn ở nhóm nào ta? Hả? Đừng có tinh tướng, đừng có mang ra đây ca ngợi với tôi. Vớ vẩn. Đấy là kẻ khoa học, đấy là kẻ nắm được quy luật. Mẹ chưa nhìn thấy mặt đã thấy mẹ tìm gan tôi móc mẹ tôi để bạn cứ hoành tráng. Thế tại sao mình không nâng học lực, đúng không? Vậy thì ở đây tận dụng cho bằng hết năm người thầy này. Và anh Đức Hoàng Gia Lai cộng với anh Bill Gates không hề học anh thầy trên bục, Bill Gates còn học một năm. Nhưng người ta là học nhiều nhất thế giới đấy. Đấy là người ta chứng minh Bill Gates. Và đuổi cổ giáo sư đi để đưa Bill Gates vào dạy, đưa anh Đức vào dạy. Quá đúng. Ai bảo anh Đức và Bill Gates là dân vô học? Và mới gần. Và đại học Harvard ngày nay nó không dạy một tí kiến thức nào cả. Nó chỉ vào nó dạy phương pháp tư duy, phương pháp hành động. Và nó dạy phương pháp tự dạy mình. Còn tất cả kiến thức nằm ở thư viện và internet. Thằng này lên gõ từng từ mà gõ sai thầy thì sai tuét, không bày đặt. Sai cả thầy đến cách học. Cái gì ạ? Cho nên sản phẩm của đại học Harvard không có sản phẩm học. Vì khi tôi tự đào tạo tôi, tất cả kiến thức tôi có là do tôi, thì nó ngấm vào mạch máu tôi. Còn cái giống mà đi học ở bên ngoài ấy, của thằng thầy chỉ là đất mượn. Các bạn không khá được đâu. Và ai bảo là kẻ vô học, tầm mấy tầm bạn. Anh mình là thằng nói quá đúng chứ không phải. Đưa cái ông này vào doanh, dẹp cái ông này đi. Nhìn mắt kính thì cứ lồi, tình tướng. Thấy chưa, thấy chưa? Vậy thì các bạn thấy rằng động tác thứ ba trong hành động tận dụng hết năm người thầy. Động tác thứ năm đó là động tác thứ tư, khởi nghiệp. Và các bạn đến đây bắt đầu các bạn có thể độc lập được. Nhưng mà để khởi nghiệp thì các bạn hình dung thế này, trong cái chuỗi logic này, vị trí việc làm, vị trí việc làm là công việc cụ thể. Sigma của vị trí việc làm thì nó ra công việc, bằng mô tả công việc. Mà sigma của công việc thì nó bằng nghề. Mà cái nghề mà nó đeo mày suốt đời, mày đá nó đi nó lại theo mày ấy, thì nó thành nghiệp. Nghề mà tao say hơn say gái ấy, thì nó là nghiệp. Vậy thì các trường đại học hướng nghiệp hay hướng nghề đã? Ông Trương cái biển ông có hiểu gì không hả ông? Ông Ký ông có hiểu gì không? Ông hướng nghiệp hay là ông hướng công việc chả? Ông hướng công việc hay là ông hướng vị trí việc chả? Nói cứ lởm khởm. Tôi nói ví dụ, một thằng nào đó nó làm trong ngân hàng, thế là đi cưa gái. Anh làm nghề ngân hàng á? Nó đâu có nói xạo đó. Mà nếu mà gái mà hiểu biết thì anh làm trong ngân hàng, anh làm công việc gì? Anh làm kế toán, kế toán ngân hàng á. À thế à, ở trong kế toán anh làm vị trí gì á? Đóng chứng từ á. Thằng mặt hạ. Thế mà nổ em làm ngân hàng. Mà nó làm thật. Mà nó căm thù cái nghề, cái công việc kế toán. Mà nhà trường lại đi hướng dẫn nó vào nghề ngân hàng. Đấy là hành vi lừa đảo. Mày hướng dẫn công việc hay mày hướng dẫn nghề? Mẹ kiếp. Đừng để tôi nói nữa vì tôi đang canh thời gian. Toàn những cái thứ không hiểu mà nói cứ như thánh. Vậy thì ở đây bạn phải khởi cái gì? Khởi nghiệp. Mà điều đó thì bạn phải hiểu. Cái nghiệp đó chính là cái nghề. Mà cái nghề đó bạn không thoát ra được vì nó đeo đẳng bạn. Vậy thì có hai cách để nuôi nghiệp. Một là ta sẽ làm cái nghề mà có tiền, chứ không tao sống được. Xong buổi tối nó lấy cái tiền này nó nuôi nghiệp. Cách thứ hai là ta làm cái nghề
mà cái nghề này đúng cái nghiệp luôn. Ui giời, number one các bạn ạ. Chứ không phải là bạn cứ phải làm cái nghề mà đúng cái nghiệp, khó lắm đấy. Vậy thì để khởi nghiệp thì các bạn sau khi định vị xong hết rồi, động tác thứ nhất xác định tổng cầu, và đặc biệt là tuổi cầu chưa đâu vào đâu cả. Tổng cầu có không mà ông đòi ông đông rồi đó, mà tổng cầu có, tuổi cầu có được mấy đâu. Thứ hai xác định nhé, xác định yêu cầu của nghiệp, yêu cầu của cái nghiệp này. Và rất là hay các bạn ấy, mỗi nghiệp nó đòi thái độ, kỹ năng và kiến thức khác nhau. Động tác thứ ba khớp lệnh, khớp lệnh với định vị bản thân. Ông khớp xong ông thấy ông không thể làm được, cái nó rơi mẹ vào cái vùng tám vùng yếu này, khởi khởi cái mẹ vớ vẩn. Sau đó đến động tác tiếp theo, đó là tận dụng sức mạnh, sức mạnh của gia đình, sức mạnh truyền thống gia đình, sức mạnh lợi thế xung quanh. Và cuối cùng đó là chấp nhận một cách, chấp nhận mạo hiểm. Và mạo hiểm này phải nằm trong tầm chịu đựng của mình, nó nằm trong quả trị rủi ro, tầm chịu đựng. Và nói chung là với một bạn trẻ thì khó đấy, khó đấy. Và nãy anh sự nghiệp đầu tư đặt vấn đề đúng rồi đấy, anh hãy có tinh thần đã, rồi khi mà đủ hết các yếu tố múc, nhưng mà cái trật tự để khởi nó phải thế này, thấy chưa? Thế bây giờ khởi xong rồi, bắt đầu đến quản trị thời gian. Quản trị thời gian. Và theo thỏa thuận với ban tổ chức thì tôi vẫn còn một tí thời gian nữa. Có chịu nổi không ạ? Xem mẹ hậu trường giống đền thờ đạo hồi thế này. Cảm ơn mẹ. Và quản trị thời gian nó nằm trong cái bức tường hiền có ba nội hàm tôi nói này. Bạc, bạc, bạc. Mẹ cứ thế mà làm. Chỉ cần làm được 10% thì các bạn đã đứt bóng cái thằng 0%. Còn đứng nguyên tại chỗ, đời bạn chỉ ăn cắm. Còn nếu bạn làm được 20% thì ở Đức Vinh thì tôi khẳng định bạn không có đối thủ. Còn bà già Hà Nội bà làm 30% thì bạn đứt, tròn đứt luôn. Còn nếu bạn làm 100% thì đúng là bạn là thiên thần. Các anh chị ạ, không cần, không cần, chỉ cần nhích lên thôi. Nhích lên thôi là ăn, hãy tin thôi. Và động tác quản trị thời gian, quản trị thời gian được thực hiện bằng sơ đồ ma trận như sau. Bạn nào làm sai thì định vị có đúng, vứt mục tiêu đúng, vứt toàn bộ các động tác thực hiện này, vứt, thiếu một gạch đầu dòng là đời tạm, cứ thế thôi. Và đây chính là quản trị thời gian, là thứ quản trị khó nhất trong toàn bộ các môn học quản trị. Vì quản trị cái khác là quản trị thằng khác, còn quản trị thời gian là quản trị chính mình. Và thằng mình là thằng khốn nạn nhất, thằng khó bảo nhất các bạn ạ. Mà quản trị được mình thì không còn đối thủ các bạn ạ. Cho nên là sức mạnh nó nằm ở kiềm chế là chỗ đó các anh chị ạ. Và cái điều đó nếu các anh chị làm được một phần thôi là các bạn ăn to rồi. Một cái việc gì xảy ra trong ngày, một nó có khẩn cấp không? Cho nên là các anh chị ạ, gặp thằng nào trên bàn nhau lập tức nghĩ đến ma trận nhân sự. Thôi ông ra đây, ông đừng nói này, mẹ nhìn cái mặt ông là tôi thấy nè. Nhóm một này, ông mẹ thằng này nói gì vậy? Nhóm một là nhóm gì vậy? Mà không biết à? Thật ra mặt này nhóm một là nhóm gì? Đồ vô học. Bạn rất nhiều từ mới rồi đấy. Vớ vẩn, mẹ bày đặt nhóm một mà chơi chọi. Tôi ngồi nhau chỉ 5 phút tôi biết thằng này nhóm mấy ngày, bất kể chứ. Tôi giả bộ tôi tôn trọng thôi, chứ ông làm gì có cửa với tôi. Vớ vẩn, láo như danh. Bây giờ tiếp theo, một cái việc nào đó, nó sẽ có tính quan trọng hay không? Và trong một ngày, bạn trẻ nào cũng có 4 việc xảy ra. Bạn không rắn với bạn thì không bao giờ thành công được. Các bạn ạ, hùng hục đâm vào nhầm chỗ không thể thành công được. Mẹ tư duy hạng bét, không tạo ra được cái não nghĩ thì thua, tức là quá nhiều cửa thua. Đây là việc số 1. Định làm cái việc gì đó lập tức phải nghĩ đến cái ma trận đấy. Vài lần thì nó quen, mẹ quen xong bạn không thành yêu quái tôi chết liền. Nói đứt bóng nhưng mà không nghe. Xong ngồi cứ đổ tại số tầm mỹ tầm mãi. Wow. Loại số 1, việc này rất quan trọng.
không làm được là đời đứt. Nhưng mà nhìn theo trục này, nhìn theo trục này, nó lại không khẩn cấp. Và đây chính là cái ô nó lừa cả đời các bạn, lừa từ thằng già đến thằng trẻ. Vì nó đã khẩn cấp ra, từ từ làm gì ghê à? Thầy làm gì thầy chửi em ghê à? Em bằng tuổi thầy, em cũng giàu như thầy, em bằng tuổi thầy, em cũng giỏi như thầy. Mẹ ngây ngá, ngây ngô đấy con ạ. Và đấy là cái nó lừa các bạn. Ô số 2 thì rất quan trọng, mà lại rất khẩn cấp chứ đi. Mà đã khẩn cấp thì nó có tính đến hạn các bạn ạ. Mà cái đến hạn này mày không làm nó chém chết cha mày. Vậy thì tí nó ưu tiên cái gì? Đằng này cứ ngồi ngồi thấy được gì làm cái đó, trông như con rối. Nói thì hơi quá, nhưng có khác thì con phần con đâu mà. Mà kêu là em là người. Nhóm 3 không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà lại rất khẩn cấp đấy, thế chứ đi. Như vậy nó có tính đến hạn. Nhưng mà đến hạn này là đến hạn không quan trọng. Và đây là ô không quan trọng mà lại không khẩn cấp. Thế thì cái ô này nó chứa những cái việc người ta gọi là những việc mục tiêu cuộc đời. Mày không làm được thì đời mày tan. Đó là lấy vợ, làm nhà. Từ từ lấy vợ, mày từ từ mày chết này. Làm nhà, mày làm nhà, mày từ từ à? Sang cuối đời mà giữa đời mày sống ở mồ à? Tậu châu tức là sự nghiệp, các chị ạ. Đó là tiền bạc, các chị ạ. Các chị ạ, tất cả đó là sự nghiệp. Xin lỗi, chức vụ vân vân. Chính vì nó làm cho các bạn từ từ đời bày tả. Còn cái việc này là những cái đến hạn rồi mà không làm nó chém. Ví dụ là công ty nọ đến hạn, ta băm mày chết cái con mẹ gần đến Tết không trả rồi. Ta bịt mặt như nên ra, ta chém mày tưng bừng. Đó là thi đến hạn, tức bỏ mẹ thì mai thi tốt nghiệp rồi hôm nay chưa học cái gì. Vứt điện thoại, thức trắng lên đi con. Vâng. Còn cái việc này nó đến hạn nhưng nó lại không quan trọng. Ừ, mẹ đó là tắm. Tắm đến hạn thì dẹp. Con lợn nó ít tắm cho nên nó mới khỏe. Đó là ăn tí nữa ăn xong mệt quá. Đó là một cái mail trả lời bạn. Vứt mẹ đấy mày trách ta chết quá. Đó là lau nhà. Mẹ đàn ông mà suốt ngày cắm chồng mốc lên lau nhà nhặt rau xong nuôi lợn. Nuôi lợn để nuôi vợ, nhìn thằng nó một hồi giống lợn. Mày ca ngợi thằng chồng là kiểu đó. Đời không ngốc được, đàn ông mẹ thì cái núi. Những việc này không ai người ta làm, tí tôi nói. Còn việc này, đó là không quan trọng mà không khẩn cấp. Đó là nhậu, đó là nhẹt, đó là gái, đó là gú. Và cái ô đầu tiên là ô mục tiêu. Còn ô thứ hai đó là những việc có tính khủng hoảng. Mày chết chạm ấy. Mày không tập trung mày chỉ biết mày chết chạm ấy. Còn những việc ở ô 3 nó gọi là việc ủy quyền. Tuyệt đối người ta không làm. Mẹ làm nó bẩn người, thuê ô xin ấy. Còn như thằng khác làm ấy. Mẹ cỡ tôi mà đi làm ba cái đánh máy à? Lính phải làm. Vớ vẩn. Đằng này đàn ông gì mà lau nhà sạch ly ly như lau xong con vợ lại còn ngu. Anh ấy chăm vợ chăm con lắm mà anh ấy tuyệt vời lắm. Anh ấy là người chồng nhân gian á. Đàn ông thế nhìn thẳng nó một hồi cũng khác gì con lợn. Còn cái việc này nó gọi là ô sinh hoạt. Cho nên định làm cái gì đó thì phải biết ngay cái việc này. Hôm nay đến sự hội thảo nó là việc của ô nào ta? Ô 1, 2, 3, 4 ô nào? Mà cái lớp này nó thận trọng đến mức biết thêm nói ô nào? Cho nên là những kẻ nào mà thời gian tập trung vào ô 1 nó gọi là những người thành công. Tôi xin nói với bạn, cả đời bạn, bạn chỉ loay hoay suốt ngày để tâm tới ô 1 thì bạn ngu như con chó cũng thành công. Tôi nói cho bạn biết rồi đó. Quay à mày suốt ngày tao ra bịch, ra bến xe tao nhặt bịch ni lông tao cũng hơn cái lũ viên quan chức này. Bạn đi hỏi xem bà ấy, tôi đúng hay sai. Những thằng mà cả đời chỉ cắm đầu vào ô 2 nước đến chân mới nhảy, nó gọi là những kẻ
cái gì à, bị động, cả đời mày không nắm đầu được, cứ nước đến đít thì bắt đầu mới phi. Những kẻ mà cả đời từ thằng đàn ông cho đến con đàn bà lau nhà lau cửa nhặt rau, cả đời mà đòi thành công rồi không có cửa, nó gọi là kẻ không bản lĩnh, không thể thành công. Và kẻ số 4 đó là kẻ suốt ngày nhậu nhẹt gái gú, nó coi là kẻ thất bại, không thể nào có khả năng khác được. Mẹ ngồi là còn cãi cố. Và những kẻ thành công, nó thống kê trên toàn thế giới thì nó dùng vào cái ô này khoảng 60%. Mẹ lúc nào công việc, lúc nào công việc, lúc nào ở nó đọc, vào nhà sĩ đọc, đi cắt tóc đọc. 20% nó dùng vào ô này. Đã có khủng hoảng múc liền giải quyết tại chỗ. Và như vậy bạn có 24 tiếng, bạn ngủ mất 8 tiếng, còn 16 tiếng, 80% rơi vào ô 1 và ô 2. Nếu muốn thành công, mồm cứ leo lẻo, mẹ lười như hủi, xong kêu bao giờ em thành công như thầy, tầm bậy tầm bạ. Wow. Còn hai cái ô dưới này, cả hai cái cộng lại nó dùng khoảng 20%. Và thông thường nó dùng vào đây 0%, nếu là người trưởng thành. Còn các bạn còn trẻ thì các bạn phải lần nào đấy. Thằng này suốt ngày quần mấy áo, mấy shopping thì vẻ cái con ấy thì không khá được. Đôi khi nó để ô này toàn bộ 20%, ô này bằng 0. Thì ô này nó để với tư cách là phần thưởng. Cho nên là sau khi tôi làm quyết liệt trong ngày, tôi rất hài lòng về tôi. Ngày nào cũng vậy. Thì bắt đầu tôi dư thời gian, thì tôi làm vượt mức. Tôi sang tôi rủ mấy thằng đồng nghiệp, ê, đánh bài cho mày, mà đánh bài ăn tiền đi, đánh những cái máu. Thằng nào kêu ui sếp mời chơi luôn, thằng nào chơi thằng ấy chết. Vì tôi xong hai việc này trong ngày của đánh mức rồi, thì tôi lấy cái này như một phần thưởng cho tôi. Còn chú chưa xong mà chú chơi cho tôi, chơi luôn đời mày làm, vì đã làm xong việc này đó. Và nếu thằng đó nó khôn ngoan, nếu sếp từ ấy thì em chấp nhận.